thì do đâu mà ra? Là do cái si mà ra. Cho nên đó, cái tham sân si nó đi chung với nhau gọi là tam độc. Mà thật sự cái si là cái gốc chính, mà do si nó mới đưa mình đến chỗ vô minh, à, đi đến chỗ tham dục và sân hận mà ra. Mà trong cái đời sống chúng ta là hoàn toàn là như vậy hết, hoàn toàn là luôn luôn là nằm trong hai cái lĩnh vực đó, của cái trạng thái đó là tham sân. Nên nhớ là nếu mình không nhận ra đó thì tất cả mọi việc của mình làm đó, là nó cũng do cái năng lực của tham nó thúc đẩy mình làm hết. Ví dụ như là chúng ta thích đi làm thiện là năng lực tham đó, nó thúc đẩy mình làm thiện. Mình thích đi chùa thì cái nào ha, là cái năng lực tham đó, nó thúc đẩy mình đi chùa. Tại nó ồ, một tuần lễ vừa qua tôi ở ngoài nó mệt mỏi quá, thôi hôm nay tôi đi chùa để cho nó lòng nó thanh thản, cho nó nhẹ nhàng. Hay là à, nếu mình nói sâu chút xíu nữa là cho nó có phước đức, à, đi chùa lễ Phật công quả cho nó có phước đức. Thì tất cả những cái đó để làm gì? Tại sao mình nó làm cái gì muốn lòng thanh thản, cái gì muốn nhẹ nhàng, và cái gì á, à, tại sao mình muốn phước đức? Là cái năng lực thanh nó khiến mình ra như vậy đó. Nên nhớ à, cho nên nó mình đi chùa mà mình không có thấy ra Phật pháp á, thì tự nhiên á, là cái năng lực tham nó sẽ đưa đẩy mình. Nhưng mà cái đến chùa mới bước chân vô chùa thôi, gặp một người bạn hữu tự nhiên kiếm chuyện với mình kiếm chuyện là mình cảm thấy bực mình, cái sự sân nổi lên, nói về tôi biết tôi ở nhà cho nó khỏe rồi, ai ngờ ở nhà đó phiền, ra vô gặp ông chồng đó phiền, rồi bây giờ đến đây tưởng đến đây là tránh được cái ông chồng, ai ngờ đến đây gặp cái người này còn khó hơn ông chồng nữa làm phiền nữa. Thì như vậy tự nhiên á, là mình cảm thấy nản lòng liền, bắt đầu á là trong tâm mình nó bao nhiêu cái niệm á, sân hận nó khởi lên, nói chùa gì mà kỳ quá, chùa gì mà cứ như là toàn là những người tham sân si không tưởng là mấy người này đi chùa kỳ vậy, hắn nói đi chùa là phải hiền hậu hiền từ, à, đi chùa xong hung dữ, tôi không biết thì chỉ cho tôi biết, nhưng mới vô để đôi dép đó là xì nè, người ta sao phải đi dép ở đây là tự nhiên là mình cảm thấy là cái là buồn phiền sân hận khởi lên liền, rồi lỡ lần này chứ lần sau là chu này dứt khoát không bao giờ đi đến nữa là sự sân hận nó khởi lên, sân hận khởi lên rồi bắt đầu mình gieo cái oan gia với cái người đó, nó kéo dài hoài như vậy mình rất là mệt đó. Mà đó là cái chuyện đi chùa đó nha, đi chùa là để tu tập cái đó, nhưng mà họ để phước đức, phước đức làm gì? Là mình mong cho mình thoát tai nạn nè, không, hiện tại là mình không có bệnh hoạn, hiện tại mình không có tai nạn, hiện tại cũng có phiền não. Nhưng mà cái không tai nạn, cái không bệnh hoạn, cái không phiền não để làm gì? Để mình hưởng. Cái gì hưởng? Cái ngã mà mình chấp ngã nó hưởng. Ồ, tôi thanh thoát, tôi giải thoát, tôi nhẹ nhàng, tôi không có phiền hà. Thì tất cả những đó là cái ngã, cái tôi đó, nó hưởng hết. Nó không bao giờ nó ra được cái sự giác ngộ nào hết. Vô chùa hôm nay à, sư cô trụ trì nó vía Quan Âm, mình sẽ lạy Ngũ Bích Danh là 500 lạy. Cái mình lạy nguyên 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, hết 500 lạy. Ngày hôm đó mình cảm thấy đã đời, ồ này đã qua. Mình không nói ra miệng, nhưng mà trong tâm tâm mình á, nó nghĩ ồ đã qua, hôm nay mình thật là có phước, mình lạy được 500 lạy Quan Âm. Đó là mình tự cảm thấy sung sướng trong lòng mình đó. Thật sự cái đó là cái gì? Ai thấy như vậy, ai cảm thấy sung sướng, ai cảm thấy hôm nay mình có công đức, ai cảm thấy tất cả là cái ngã mà ra hết, là cái năng lực của vô minh nó khiến cho mình thấy như vậy. Mình thấy đã qua, cho nên mai mốt là thấy lâu lâu mà thấy sư cô không lạy cái mình thúc sư cô lạy 500 lạy với sư cô, nó ghiền á, nó thích á. Tại nó cảm thấy lạy ra mình cảm thấy nó có công đức, nó có phước đức, nó có à, tội chứa mình hết, tự nhiên thấy mình thấy bao nhiêu tội nó tiêu trừ. Mà tất cả những cái mình thấy đó đó là vô minh thấy hết. À, hôm nay tôi đã tình cờ cứu được một người thoát chết, lòng mà cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát. À, hôm nay cái người đó nếu mà không gặp tôi đó, thì coi như là bị đói chết rồi. Ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái việc mình làm đó, thiện đến như vậy đó, thì cũng để cho cái ngã mình hưởng nó được. Mà hôm qua chúng tôi mới nói là Đức Phật nói nếu mà bố thí như vậy gọi là thuộc về ố vô nhiễm vô minh hết đó. Là cái chỗ đó nếu mình nghe không kỹ rõ đó, mình nói sao nghe kỳ vậy, nhưng mà trên Phật pháp chỉ cho mình thấy ra những điều đó. Thì cho nên nó để cho mình thấy rằng là cái năng lực vô minh nó là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình là chúng sanh đó, là mình không đủ để mà thoát ra khỏi làm vô minh đó, cho nên mình phải nương tựa vào Phật, nương tựa vào Bồ Tát và những cái pháp mà Đức Phật dạy. Ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát đó là phát nguyện là cứu độ tất cả chúng sanh, nên nói ra cái thần chú đại đại bi
đại bi chú đó, là khi mà ngài nói ra cái đại bi chú đó, ngài hiện ra cái thiên thủ thiến, thiên nhãn là ngàn tay ngàn mắt để cứu độ tất cả chúng sanh, để nâng đỡ tất cả chúng sanh, để soi thấy tất cả cái nghiệp của chúng sanh. Mà ai mà trì chú này đó, trong đại bi sám pháp ngài nói đó, ai mà trì chú này á mà tội chướng không tiêu trừ á thì ta đây không thành Phật. Ai mà trì chú này mà vẫn còn bị đọa địa ngục thì ta đây không thành Phật. Ngài phải nguyện như vậy đó. Mà khi một khi mà ngài dám nguyện như vậy đó thì chứng tỏ cái thần chú nó có cái năng lực rất đặc biệt. Cho nên mình tin đó, mình dựa đó, mình thọ trì. Thì thọ trì nhờ cái thần lực, thứ nhất đó là cái năng lực đại bi của Đức Quan Thân Bồ Tát. Thứ hai nữa là cái trí tuệ thần tâm Đức Quan Thân Bồ Tát mà ngài nói ra cái câu chú đại bi đó, thì mình nương vào đó mình trì tụng, thì từ từ bắt đầu những cái nghiệp khác nó tiêu đi. Những cái nghiệp mà tham sân si, những cái oan gia cái chủ, những cái chướng nào đó từ nhiều đời kiếp nó sẽ rụng dần. Và bắt đầu á là mình mới có đầy đủ công đức. Khi mà do trì chú đại bi bắt đầu mình có được cái đời sống là mình đói thì mình được ăn ngon. Khi mà bệnh hoạn thì tự nhiên mình được hết bệnh, ví dụ vậy. Thân thể mình mạnh khỏe, đời sống mình đầy đủ, thì bắt đầu là mình phải có những cái vật chất nó dư ra. Thì cái vật chất dư ra đó tự nhiên khiến cho mình sanh cái tâm là thương những chúng sanh mà đang thiếu thốn, mình đi bố thí giúp đỡ. Mà khi mình đi bố thí giúp đỡ như vậy thì bắt đầu cái công đức mình gieo nhân, mà gieo nhân thì công đức nó tăng trưởng lần. Mà công đức mà mình cứ gieo trồng hoài như vậy thì công đức nó sẽ lớn. Thứ nhất là trước tiên là chúng ta có cái phước hữu lậu, chúng ta có một đời sống vật chất. Như là nói con người đi, là chúng ta có đời sống vật chất đầy đủ và dư giả. Và nhờ đầy đủ dư giả đó, chúng ta bắt đầu mới san sẻ cho những người thiếu thốn trong hoàn cảnh khó khăn, khổ đau. Nhưng mà không phải ai cũng có dư mà cho hết, không? Rất là hiếm có. Cho nên khi mình khởi được cái tâm mà thí xả ra được là cái người đó phải có phước mới thí xả được. Cho nên bây giờ người ta đi làm từ thiện, người ta sẵn sàng đi bố thí đó, là những người đó phải có phước mới làm được cái chuyện bố thí. Đó là nói thêm cái phước của lầu bình thường thế gian đó. Thì nhân bây giờ mình ví dụ mình có 2 đồng mà mình dám san sẻ bớt 1 đồng cho một người khác đang hoàn cảnh khổ, thì phải nói mình có phước đức lắm mình mới làm được cái chuyện đó. Và khi mình cứ làm như vậy đó thì phước đức cứ càng tăng trưởng. Nó giống như một người đi buôn đó, đó là buôn 1 mà lời 10, mà chẳng những 10 mà còn 100, còn ngàn, còn vạn, còn ức nữa, nó lời ra vậy. Thì khi mà chúng ta phước đức nó nhiều vậy, bắt đầu chúng ta đó mới đầy đủ cái năng lực mà mình có cái nguyện á, là theo như là Đức Phật dạy, Bồ Tát Quan dạy á, là phải thường bố thí giúp đỡ chúng sanh, thì mình mới có đầy đủ công đức, mình mới giúp đỡ cho chúng sanh được trên mọi hoàn cảnh. Cho nên thí dụ như bây giờ mình phải nguyện rằng nếu chúng sanh nào mà thiếu ăn thì con phải có thức ăn để thí cho người ta. Cái người nào mà thiếu mặc thì con phải có áo quần để thí cho người ta. Cái người nào không có nhà ở thì con phải có nhà ở để thí cho người ta. Về những cái phương diện vật chất, rồi bây giờ mình nói những người nào mà không có được cái trí tuệ hay là yếu kém về cái phương diện nào đó, về mặt kiến thức này đó, thì con phải có kiến thức nhiều để giúp cho người ta. Thì lúc bây giờ mình phải trở thành cái người mà có kiến thức rộng, phải học giỏi, phải này kia nọ như vậy, về cái ngành nào đó, về cái chuyên nghiệp nào đó, thì để mình giúp đỡ cho những người đang đi trên cái con đường như vậy mà kiến thức nó bị giới hạn. Đó cũng là một cách mà chúng ta phải bố thí. Cho nên khi mà quý vị thấy Bồ Tát mà muốn độ chúng sanh á, là có những kiếp Bồ Tát làm ra cái người toàn là tiền rất là nhiều để giúp cho những người mà coi như là không có tiền. Nhưng mà có những kiếp á, thì Bồ Tát á, là thì hiện ra đó là làm vua chúa, là có một cái quyền lực rất là mạnh trong đất nước, để giúp đỡ cho tất cả nhân dân trong đất nước đó về mọi cái phương diện đời sống, từ vật chất cho đến tinh thần, nói chung là nguyên cả đời sống của mọi nhân dân. Đôi khi Bồ Tát á, mà muốn tạo ra cho con người, cho thế gian này có những kiến thức hiện đại theo cái thời đại đó, thì Bồ Tát cũng hiện ra những cái người mà có kiến thức. Bồ Tát phải sanh vào trong một cái nhà đó có cha có mẹ là học thức cao, bác sĩ, kỹ sư hay là bác học gì đó, rồi Bồ Tát được là nuôi nấng giáo dục từ trong cái nhà đó ra là thành người như vậy. Rồi Bồ Tát mới đem tất cả sự hiểu biết của mình đó, kiến thức chuyên môn của mình có, để mà giúp đỡ cho cái xã hội, cho cuộc đời này. Cho nên Bồ Tát, nếu mà hành đạo Bồ Tát á,
thì Bồ Tát phải có tất cả năng lực. Tuy nhiên không phải là trong một kiếp mà Bồ Tát phải có đầy đủ năng lực như vậy. Chỉ mỗi một kiếp Bồ Tát có một cái năng lực thôi. Ví dụ như vậy, bây giờ Bồ Tát muốn độ những người đó, những chúng sanh nó có duyên với mình, có duyên Bồ Tát thì Bồ Tát nguyện chỉ cần sanh vào trong gia đình đó, Bồ Tát chỉ có tình thương với họ thôi. Bồ Tát bây giờ không có tiền kiếp đó Bồ Tát không có tiền, Bồ Tát có thể là không người học, không phải là người học giỏi, nhưng Bồ Tát có một cái tình thương bao la rộng lớn đối với những người thân trong gia đình, sẵn sàng nâng đỡ giúp đỡ. Đôi khi Bồ Tát sanh vào trong gia đình làm một người con trai lớn trong gia đình mà thấy mình học dở quá thôi hy sinh đi làm để kiếm tiền về cho em út tí đi học đến nơi đến chốn. Bồ Tát có nguyện như vậy mà Bồ Tát phải chịu một đời ngu dốt vì ngu dốt, vì thấy mình ngu dốt mà cho nên Bồ Tát phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ và để cho em mình có tiền đi học. Mà Bồ Tát đó là Bồ Tát hy sinh vĩ đại lắm nhưng lại là nói chuyện Bồ Tát cứ hiện ra là trí tuệ thần thông sáng suốt thì giàu có không đâu. Đôi khi Bồ Tát thấy người ta, những người mà lam lũ nghèo nàn thiếu ăn thiếu uống, Bồ Tát cũng nguyện sanh vào trong hoàn cảnh đó, cũng đồng khổ với mọi người. Nhưng mà Bồ Tát hay hơn một chút xíu, mấy người đó đau khổ, mấy người đó là than thở, là bi quan yếu thế. Nhưng Bồ Tát thì lúc đầu tiên Bồ Tát cũng vẫn bi quan yếu thế như vậy, nhưng một lúc sau nào đó tự nhiên Bồ Tát tỉnh ra, Bồ Tát mới tìm cách để an ủi mọi người và phải có một cái tâm tích cực lên, hăng say lên, đừng có kiểu mà ngồi đó mà than thở như vậy nữa, mà tìm ra một sự sống mới. Rồi đi khi Bồ Tát có thể là may mắn Bồ Tát gặp được Phật pháp, Bồ Tát thấy ra cái nhân quả, Bồ Tát sẽ nói người ta hôm nay mình có khổ như vậy là do mình tạo nhiều cái nhân bất thiện, sang tham bất kỷ, cho nên bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh khổ như thế này, thôi bây giờ mình phải làm phước đi. Bây giờ người ta nói nhưng mà ông mà muốn làm phước nhưng mà bây giờ mình đâu có phước đâu mà làm, thấy không? Có nghĩa bây giờ làm phước cách nào nó giúp đỡ cho người ta, tôi đang đói khổ nè, tôi còn không no lấy giúp cho người ta, thì Bồ Tát sẽ nói rằng mình không có tiền bố thí thiệt, mình không có cơm ăn đủ thiệt thì mình không có bố thí cái lĩnh vực đó, nhưng mà mình bố thí lĩnh vực khác đó. Rất là nhiều cách, ví dụ như là thấy đi ở ngoài đường thấy gai gốc mẻ chai nó đổ thì cứ phát tâm lượng đi, bỏ đi vô cái chỗ trong bên lề, đừng để ngoài đường mà người ta đi nó là đạp, thì cái tâm tốt đó nó tăng trưởng phước đức, cái tâm thiện đó nó sẽ tăng trưởng phước đức từ từ. Cái người nào á mà cả một đời mà cứ đi lượm là những cái đồ dơ bẩn, là những cái sự mà nguy hiểm ở trên đường cho người ta đi á, cái người đó sau này á là đi trên con đường bằng vàng không à, theo nhân quả. Người ta sẽ sanh vào trong thế giới mà đi cái đường á là toàn là lót vàng, lót thảm đỏ, cho nên mình thấy những ông lớn mà đi đến đâu quốc khách á, là đến quốc gia người ta trải thảm đỏ mà cũng đó là đã từng làm những cái việc đó trên những con đường cho mọi người đi, thì bây giờ do cái phước đức đầy đủ thì tự nhiên họ được đi trên thảm đỏ, đi trên là nhung lụa, đi trên vàng, ví dụ vậy. Sao lên cõi trời đúng là toàn là vàng không ạ? Lên tới Tây Phương Cực Lạc á, trong Kinh A Di Đà diễn tả người thấy không, vàng bạc lưu ly từ đâu mà ra? Cho nên một chúng sanh mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh nói là phước đức không có thể ít được, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên tác sinh địa quốc, không thể nào dùng một chút xíu cái nhân duyên phước đức ít ỏi mà để sanh về được đâu. Người đó mà sanh về được Tây Phương Lạc là người đó phước đức rất là nhiều, đã từng làm những cái phước đức này, phải từng bố thí, đã từng giúp đỡ chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bây giờ nó tích lũy ra, bây giờ hôm nay phát tâm niệm Phật sanh về Tây Phương Lạc, đủ duyên sanh về đó để được hưởng tất cả những cái cảnh giới như vậy. Cho nên trong kinh có kể câu chuyện là có một ông lão sáng nào cũng đi vào trong tịnh xá của Đức Phật Chư Tăng là quét tại cái vườn rộng á, là quét lá cho sạch sẽ, cây lớn với rụng lá đầy trơn, là sáng nào người ta cũng quét mà. Thì sáng nào đệ tử Đức Phật tại gia, và quý vị biết đó là ông Cấp Cô Độc á, biết Cấp Cô Độc á, Cấp Cô Độc là đệ tử tục gia của Đức Phật, mà người đầu tiên đại thí chủ cúng dường cho tịnh xá kỳ viên á, mà đem vàng mà lót đất hết trơn á. Thấy như vậy á mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, cái công đức của cái ông lão đó trong tương lai là như thế nào? Ông lão một cái chùa đó, các sân vườn chùa đó, thì Đức Thế Tôn mới đi dắt là Cấp Cô Độc đi đến xung quanh tịnh xá, là nó có những con mương đó,
những con rạch nước á, để đào để cho nó một lấy nước tưới cây hay là cho nó mát mẻ, ví dụ như vậy. Thì khi mà Đức Phật dắt ông ta đến cái chỗ Đức Phật chỉ, hay là Cấp Cô Độc phải nhìn xuống cái dòng nước đó thấy gì không? Thì khi Cấp Cô Độc có nhìn xuống á, thì thấy một cái tòa lâu đài bằng vàng á, ẩn hiện dưới cái dòng nước đó. Em nói dạ con thấy một tòa lâu đài vàng óng ánh. Thì Đức Phật nói đó là kết quả công đức của ông lão mà hiện giờ đang quét hình sáng. Cho nên á, đạo Phật mà nhìn thấy á, không cần thiết nói theo nhân quả. Không phải chỉ có bố thí cơm như người ta mình có cơm ăn. Mình nhớ phải mà rất là nhiều cách bố thí. Bây giờ như mình nghèo như vậy đó, mình không có tiền đi bố thí, thì bây giờ mình cứ vô chùa công quả đi. Cái chùa đó, làm sạch chùa ấy, thế đây thì có sân nhiều không? Mà tuyết cái mùa này tuyết cái xúc cũng được lắm. Ai mà xúc tuyết là mai mốt là sanh ra thế giới còn kim cương không à. Tại tuyết nó giống như kim cương nữa. Rồi ở bên Na Uy cái mùa đông này á, là tuyết nó rơi đầy lắm. Là có những lúc á, nó rơi liên tục cái tuần lễ. Rồi là sáng sớm mới ra xúc cho sạch. Tại vì để ra đường ta đi à, mà mới mình mới xúc sạch xong mới ăn cơm trưa, cơm trưa ra lại đầy tiếp là xúc. Là cứ như vậy đó. Đôi khi 3-4 ngày liên tục cứ ở ngoài tuyết không à. Thế là mấy người á, Phật tử họ thấy sao mà thầy không nghỉ ngơi, thầy làm chi dữ rồi. Tôi nói dạy gì nghỉ, nay là kim cương không nghỉ gì. Mà đang xúc kim cương đó, đang xúc kim cương đó. Mà đó là sự thật như vậy đó à, mình nhìn thấy tuyết óng ánh như kim cương ha. Nếu mà đóng băng á, đó, hồi xưa cái năm 2001 đó, tôi ăn Tết ở Tiền Anh á, ở tôi qua đó. Đấy nó mời tôi qua ăn Tết, tôi cũng qua. Mình thấy sáng ngủ dậy xong tôi nhìn ra phía ngoài mấy cây á, tôi nói sao mấy cây này lạ quá ta, mình không biết nó có một cái gì lạ, thấy không, nó rất là khác biệt. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì sao mấy cây nó đóng băng hết á, rồi bắt đầu ánh sáng nó chiếu vô á, cái đó là nó tỏa ra ánh sáng, tỏa ra cái màu rất là đẹp. Tôi nói ô sao mấy cây đẹp quá vậy nè, mà hôm qua mình không thấy. Bây giờ nhìn kỹ lại mấy cây đóng băng, từ đến lúc trưa đó nghe đài thông báo nếu mà ai mà có việc gì cần lắm á thì phải đi ra đường, còn không cần á thì đừng nên đi. Mà nghe thấy đó là nó đóng băng hết á. À, cho mình thấy thì đó là cho chúng ta thấy là như vậy. Thì cái người nói Phật tử mình ha, bây giờ nói là Phật tử mình này, bây giờ nói chúng sanh nó bao la quá, nó Phật tử mình dễ hiểu. Nói Phật tử này bây giờ con muốn làm phước mà con mới làm sao làm phước đây, thì cứ nói về chùa đấy, chùa là vô số phước. Chùa nơi cái chùa là toàn là bàn bạc đến được mà à, xuống dọn dưới bếp lau chùi toilet, quét dọn chánh điện, hút bụi bặm trên bàn thờ Phật là toàn là kim cương nhân hút. Mình làm sạch cái nhà của mình á thì chỉ để ở cho nó sạch sẽ rồi thôi, chẳng có công đức gì hết. Nhưng mà để chúng ta về chùa, chúng ta làm sạch tất cả những cái như vậy á, thì nó tăng trưởng công đức. Bởi sao? Bởi vì cái chùa đó là cái đạo tràng để chúng sanh gieo cái hạt nhân giác, giác ngộ. Bây giờ mình vô đây mình làm tất cả những việc như vậy á là để mình trợ giúp, tức là bảo vệ cho cái ngôi chùa được trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ. Mọi người đến đây tu học người ta cảm thấy thoải mái. Chứ vô cái chùa mà dơ quá tự nhiên nó trời sao chùa dơ vậy, mình mà nói ra như vậy là bắt đầu chính mình phiền não rồi. Mà tự nhiên á, phước đức đâu chưa thấy mà thấy phiền não mình đã gây ra chính mình. Bây giờ mình nếu vô chùa mà thấy chùa tương tất gọn gàng sạch sẽ là cái người tập phương ba tánh, người ta sanh cái lòng hoan hỷ trước. Và khi mà sanh cái lòng hoan hỷ đó là phước đức tăng trưởng. Có điều là luôn vậy, mà sanh được một cái đó, phiền não cái đó thì phước đức mới giảm. Cho nên trong kinh mới nói rằng nhất niệm sinh tâm khởi, bá vạn chướng môn ra. Khi một niệm sinh mà khởi lên á thì cái là trăm ngàn trăm muôn ngàn cái chướng, cái chướng á là cái mà thiếu phước á, nó sẽ khởi sanh. Một đốm lửa nhỏ đốt cả rừng công đức. Cho nên khi mình đến chùa vậy là mình phải có một cái tâm niệm mà rất là tinh tấn và hoan hỷ từ bi hỷ xả, chứ mình không được sân hận. Tại mình sân hận rất là nguy hiểm. Tại trong chùa đó không phải chỉ có những Phật tử quý thầy quý cô ở không thôi, mà có vô số chúng sanh trong đó. Trên đó thì có chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền, các bậc thiện thần hộ pháp long thiên trụ trong đó. Thứ đến đó là ví dụ như là chùa thờ bao nhiêu cái hương linh, người ta về chùa ta ở, mình không thấy thôi. Nhưng mà khi mình đem về chùa là người ta trú ở chùa, người ta cũng là một thành viên trong chùa. Bây giờ mình vô chùa cái mình làm phiền, mình nổi sân, mình chê bai thì cái nào là chê người ta đó. Là người ta nói thôi cái người này đến chùa mà tại sao mà kỳ vậy, thì họ buồn.
mà Đức Phật Bồ Tát thì không trách, nhưng mà có thể chư thiên chư thần hay là những hương linh chúng sanh đó, người ta sẽ trách mình đó. Cái người này sắp kỹ vô không biết gì không đáng, thấy dơ thì dọn đi chứ, thấy dơ còn nói thì nó nọ. Như vậy là tự nhiên khi mà họ phiền á, họ buồn vì mình á, họ phiền vì mình á, là mình đã bị, có cái năng bị giảm, công đức mình bị giảm. Đó là vấn đề tại sao mà nói mình phải cẩn thận, cẩn thận cái ý niệm của mình, cẩn thận cái sự đi đứng của mình khi mà chúng ta bước vô chùa. Ngược lại mình nếu chúng ta mà vô chúng ta thấy cái bàn nó dơ, chúng ta làm cho nó sạch cái bàn và tự nhiên trí tuệ mình nó sáng. Cho nên có một cái bài kệ để mà đi bắt chùa đó, cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ xâm, tuy vô tân khất chí mà diệt cụ thánh nhân hành. Cần là siêng năng, tảo là quét. Cần tảo và làm việc là siêng năng quét cái đất của già lam, cái chùa đó. Là khi mà quét này thì thời thời phước huệ sanh, là phước huệ luôn luôn được sanh trưởng ra. Tuy vô tân khất chí, tuy rằng không có khắp thập phương đến chùa ha, nhưng diệt cụ thánh nhân hành, nhưng mà cũng có chư vị thánh, các bậc thiện thần hộ pháp long ngư thánh chứng thường lai vãng ở cái đạo tràng Tam Bảo. Trên mới gọi đất là đất Tam Bảo. Hồi xưa nó là cái hãng xưởng gì đó của thế gian, là cái nơi mà tạo ra tham sân si phiền não của thế gian. Nhưng mà khi sư cô về đây mua đây để lập đạo tràng Tam Bảo, thì cái hãng này lúc bây giờ nó trở thành, bây giờ trở thành đạo tràng, và chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền, các loài chúng sanh đồng quy về đây. Các ngài ở trên là gia hộ, chư thiên hộ pháp thiện thần này ủng hộ. Các chúng sanh khác thì đến đây nương vào để tu học. Bây giờ mình vào mà mình làm tất cả những cái việc cho chùa như vậy đó, là được những vị đó người ta nhìn thấy. Người ta nhìn thấy thì người ta sẽ ủng hộ. Mà do cái tâm tốt của mình ha, tâm tốt mình khởi lên, là mình vì chúng sanh, vì thập phương bát tánh mà mình làm chùa cho sạch đó, là công đức lớn vô cùng. Mình đang bố thí, mình đang đại bố thí. Thứ nhất đó, là mình bố thí gì? Bố thí cái công sức của mình, nó gọi là nội tài. Mình đang cái sức mình làm dọn dẹp cái đó, là mình đang dùng cái tài thí bằng cái nội lực của mình vốn có, bằng cái thân thể này, là bố thí. Cho nên đó, trong vấn đề mà tài thí á, là nó gồm có nội tài, ngoại tài. Ngoại tài là đem vật chất rồi cái nọ ra để mà thí, còn nội tài là đem những cái gì mà trên thân thể của mình có nè, sức lực của mình nè, công sức của mình nè, mà mình gọi là công quả đó, một sự bố thí. Mình dắt một người lớn tuổi đi qua đường không còn sợ hãi cái sự xe cộ tai nạn, đó là một sự bố thí. Đưa đến cái chỗ an lành cho người ta, là không cho người ta sợ hãi, là người ta được cái sự vô ý quý thí. Cho nên á, nếu mà Bồ Tát á, mà đi theo đi đà, vì những người nghèo cũng độ những người nghèo đó, thì Bồ Tát sẽ hiện ra như vậy. Bồ Tát sẽ là người nghèo, rồi Bồ Tát cũng nói thôi bây giờ mình do mình không có phước cho mình khổ vậy thôi, bây giờ mình đi chùa đi, ví dụ vậy. Đi chùa công nguyện hả? Đi chùa công nguyện thôi chứ chưa kêu làm cái tên đó, đi chùa công nguyện thôi. Tôi nghe cái chùa linh lắm, cái chùa đó có con ngấm rất là linh, tôi tính xin cái sâm cái thử này để cho cái sâm nó tốt đẹp hay không, ví dụ như vậy. Rồi khi người ta đến đó, người ta thấy khổ quá mà bây giờ nghe cái ông này nói là đến Bồ Tát quan hôm nay linh lắm, tôi thiệt tính xin. Thì cứ thế là mình vô chùa xin cây nhang để khấn nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Bồ Tát của khổ của nạn, đời con sâu nó khổ quá ngài ơi, ngài là cho con được cái như là no đủ, được nhà cửa ở, ví dụ vậy, xin đủ thứ chuyện đó. Được hay không thì chưa biết, nhưng mà ít ra cái người đó lúc bây giờ tâm thành đối với Bồ Tát Quán Quan Âm, ánh lễ Bồ Tát Quan Âm. Mà khi đến với Bồ Tát Quan Âm như vậy là có một cái tâm trạng, một trạng thái là nương tựa, quy y nương tựa Bồ Tát Quan Âm. Mà Quan Âm Bồ Tát á là một bậc giác ngộ, cho nên bây giờ mà người đó tha thiết cầu nguyện Quan Âm và đảnh lễ Quan Âm thì được cái sự thu nhiếp của ngài Quan Âm. Như vậy người đó bắt đầu có duyên với ngài Quan Âm. Mà có duyên với ngài Quan Âm là có duyên với Phật pháp, mà có duyên với Phật pháp là có duyên với sự giác ngộ. Mà phước đức đó, nó tăng trưởng từ chỗ đó, từ cái chỗ mà người ta lâm râm khấn nguyện này cái nọ vậy đó, tự nhiên cái phước đức nó tăng trưởng. Trong cái niệm mà khi mà phước đức nó từ đâu ra? Từ cái niệm thiện mà ra. Và cái niệm thiện nào là thiện nhất? Thiện nhất là cái lúc mà chúng ta đối diện với Tam Bảo, khi mà chúng ta nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, đó là cái niệm thiện nhất.
Còn không phải là cái chuyện chúng ta suy nghĩ chúng ta sẽ đi giúp người này giúp người kia, đó cũng là niệm thiện, nhưng mà cái niệm thiện nó chưa được mạnh lắm, hiểu không? Cái niệm thiện nó vẫn còn phan duyên. Nếu mình vừa khởi cái tâm niệm lên, mình nói, ồ, mình đến giúp cái người đó, nhưng mà tự nhiên mình đang chuẩn bị giúp cho người đó thì cái nghe người thứ ba nói, ồ, cái ông đó như thế này, bà đó như thế kia, cái tự nhiên mình rút lại. Cho nên mình không thể thực hiện được cái thiện liền. Hay là mình đến nơi rồi mình thấy, ồ, không phải, tại sao cái hoàn cảnh nó không đúng như vậy. Tự nhiên đó, mình sanh lòng chán nản, buồn phiền. Như vậy là cái thiện mình sẽ mất đi. Cho nên đó, cái thiện mà thế gian khởi lên đó, là nó tương đối, nó có đó và nó có thể mất đó, và cái niệm thiện nó chưa mạnh. Còn khi mà cái niệm thiện mà chúng ta đối diện với Đức Phật, cái niệm đó là thiện nhất. Lúc bây giờ mình không còn nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ đúng, nghĩ sai, nghĩ trái, nghĩ phải với thế gian này nữa, mà mình chỉ có tâm thành hướng về đó, là mà chính cái niệm thiện đó nó tăng trưởng công đức. Và chính cái niệm thiện lúc bây giờ đó nó tiêu trừ tất cả những cái nhân chủng xấu ác từ vô lượng kiếp. Nếu mình tăng trưởng được cái niệm thiện mạnh chừng nào thì nó tiêu trừ đi những cái nhân chủng bất thiện từ những kiếp trước như chừng đó. Mà khi mà cái niệm thiện mà tăng trưởng mạnh như vậy đó thì tự nhiên nó gieo được cái nhân thiện. Cho nên sau khi sinh về thì cái nọ cấn nguyện ngài Bồ Tát Quan Âm, cái tự nhiên 2-3 ngày sau có công ăn việc làm. Mình nói, ồ, Bồ Tát Quan Âm linh quá, Bồ Tát cho mình có công việc làm. Nhưng mà vốn tình thực ra là cái gì? Là cái do cái niệm thiện của mình. Do niệm thiện của mình nó quá mạnh, nó trong lúc đó mình, tại sao mình khổ quá mà bây giờ hết tất cả cái tâm thành của mình á, mình gọi là dùng 10 thần công lực để mình nguyện cầu tha thiết, thì cái tự nhiên bao nhiêu cái thiện từ vô lượng kiếp mình nó trỗi dậy. Và cái bản thể của mình đó là bản thể thanh tịnh, bản thể mình vốn là thật là thiện. Thì khi mà cái niệm mà chân thành tha thiết vậy thì nó tương ưng với cái bản thể giác ngộ, tương ưng với bản thể thiện vốn có của mình. Và khi mà thí dụ như là cái căn nhà đó mà nó tối 1000 năm, mà giờ mình vô mình bật công tắc lên ánh sáng xuất hiện á, thì cái tối 1000 năm liền mất, hiểu không? Nếu mà chúng ta mà đầy đủ duyên lành á, một khi mà cái ánh sáng bản thể mà nó phát lên cái đó, thì bao nhiêu cái bóng tối trong tâm thức mình á, nó sẽ tiêu trừ ngay lúc đó, tiêu trừ liền. Cho nên đó là một cách, đó là một cái phương pháp và một phương tiện thù thắng mà Đức Quan Âm hiện ra để mà cứu độ chúng sanh. Một khi chúng sanh mà nghe nói, ồ, Bồ Tát Quan Âm linh quá, đến cầu nguyện, họ đến chân thành tha thiết, là tự nhiên họ gieo niệm thiện. Mà nếu mà họ tha thiết, họ ôn niệm ít quá, chưa linh, phải niệm đi nhiều, cứ Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bát, mà còn lấy nhiều nữa, là nó sẽ tương ứng với cái bản thể thiện giác ngộ của mình, nó sẽ xuất hiện ngay lúc đó. Thì ngay lúc đó là bao nhiêu cái nghiệp chướng, đó là những cái nhân xấu đó, nó chưa kịp thành quả, nó sẽ tiêu trừ đi. Đó là có những kết quả xấu đang xuất hiện đó, là tự nhiên nó cũng tiêu trừ luôn, và phước đức nó ra. Mà cái điều này chúng tôi có thể nói là không dám nói là chứng minh được, nhưng mà điều này chúng tôi thấy được, thấy qua những Phật tử chúng tôi thấy rất là rõ ràng. Mà với cái lòng chân thành của họ thôi mà tự nhiên về sau á, cuộc đời của họ được thành tựu. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy nó tương đồng với tất cả những tôn giáo khác. Tại sao mà hướng về cực giáo chủ của mình cầu nguyện? À, những tôn giáo khác thì hướng về Thượng Đế hay Si này cái nọ, rất là chân thành tha thiết. Từ khi họ được á, họ nói, ồ, Thượng Đế linh thiêng, Thượng Đế màu nhiệm ha, ban cho này cái nọ. Nhưng mà thực ra là bốn gì? Khi mà họ trụ tâm á, à, họ trụ tâm vào đó thì tự nhiên họ cái thiện á, cái niệm thiện của họ đó nó xuất hiện. Mà chính cái niệm thiện đó là một cái nhân phước đức, một cái nhân công đức, hiểu không? Bây giờ mình á, thì đối diện với ngài Quan Âm, một là tín đồ Thiên giáo đối diện với Maria, ví dụ như vậy. Mà hai, tuy rằng là Quan Âm với Maria nó có khác, nhưng mà hai cái tâm niệm của hai người đó điều thiện giống như nhau, cái chân thành tha thiết cầu xin đều giống như nhau, cái năng lực đều giống như nhau. Và vì nó giống như nhau vậy cho nên nó ra cái phước đức giống như nhau, nó hai bên nào cũng cầu xin xong nó về được. Và được nó, ồ, bên đây thì nói Quan Âm linh thiêng quá, bên kia thì nói rằng Maria linh thiêng quá. Nhưng mà Quan Âm với Maria nói không phải đâu, linh thiêng là cái chỗ tâm thiện của chúng con, nó thiện quá cho nên linh thiêng. Chúng ta học Phật pháp chúng ta mới thấy rõ vậy. Nhưng nếu chúng ta không có hướng về Maria, chúng ta không có hướng về Quan Âm mà cầu xin á,
thì chúng ta không có phát được cái thiện đó, hiểu không? Không phát được. Cho nên các ngài mới hiện ra để làm cái đối tượng, để cho mình đặt hết tất cả niềm tin vào đó, để chúng ta hướng về đó, chúng ta đem cái tâm của mình đặt vào đó để mà cầu nguyện cầu xin. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng vậy, mà chư Bồ Tát khác cũng vậy, và chư Phật đều làm như vậy hết. Và vốn tình làm sao là để cho mình trở về lại với cái bản thể giác ngộ sáng suốt đó. Nhưng mà muốn trở về thì trước tiên là chúng ta phải có những cái thiện của thế gian trước, những cái phước đức của thế gian trước, phải là sanh ra làm con người hoàn hảo đầy đủ như thế này à, thì chỉ có cái kiếp sống của con người á thì mới thọ nhận được Phật pháp. Còn ngoài ra tất cả những chúng sanh khác không đủ khả năng để thọ nhận Phật pháp. Ở địa ngục thì quá đau khổ, ở ngạ quỷ cũng đau khổ, súc sanh thì quá si mê, cõi trời thì quá sung sướng. Chỉ có cõi người thôi, con người. Cho nên trong kinh đó là làm thân người thật là khó, được thân người thật là phước đức, bởi vì con người sẽ tiếp nhận được Phật pháp, sẽ tiếp nhận được chân lý một cách dễ dàng để mà tu học. Đó. Cho nên trước tiên là được thân người, nhưng mà thân người đó mà phải có một hoàn cảnh sống tốt đẹp, chứ thân người mà có một cái đời sống bất hạnh á thì cũng rất là khó tu. Nên nhớ là, cho nên chư Phật Bồ Tát cũng tạo cái phương tiện để cho mình có một đời sống tốt đẹp, ít ra là ít bệnh hoạn, ít tai nạn, hay là không có bị đói khổ, không lâm vào những hoàn cảnh đau khổ nhiều, ví dụ như vậy. Mà muốn như vậy đó thì trước tiên là chúng ta phải nương về các ngài mà như chúng tôi vừa nói đó, nương về cầu xin trước tiên đó, thì tự nhiên cái thiện mình tăng trưởng. Mà khi thiện tăng trưởng á thì tự nhiên mình sẽ được những cái đời sống, những đời sống là về vật chất hay là về cái cơ thể vật lý của mình, nó từ từ nó tốt đẹp, nó tốt đẹp lên. Thì khi nó tốt đẹp như vậy thì bắt đầu mình mới, nếu mà có niềm tin với Phật pháp, có duyên với Phật pháp, tự nhiên mình bắt đầu tu tập được. Ví dụ giờ nói là quý vị rất là thích tụng kinh, nhưng mà ngồi 15 phút nó đau cái lưng quá, liệu mình tụng kinh được không? Không, mình tụng 15 phút nó xin đứng lên đi ra. Thì như vậy là mình được cái phước của 15 phút thôi. Nhưng mà nếu mình khỏe, mình ngồi được 1 tiếng đồng hồ thì cái phước đức nó sẽ tăng trưởng chứ, phải không? Nó khác với 15 phút chứ. Cho nên cái người mạnh khỏe đó, thì phước đức nó vẫn nhiều hơn. Tụng kinh cũng được lâu hơn, lạy Phật cũng được nhiều hơn, niệm Phật cũng được là nhiều hơn nữa. Mà thân mạnh khỏe đó, tâm mình nó dễ đi vào cái chỗ tánh tâm, dễ nhiếp cái niệm. Còn khi mà thân mình bệnh hoạn yếu, bữa nào mình nhức đầu sổ mũi đó là không cách nằm chú tâm được hết. Tại vì cứ lo niệm nó nhức đầu, lo niệm cái sổ mũi, lo niệm cái cảm cúng, lo niệm cái đau trong người, chứ mình đâu có niệm được Phật, mình đâu có niệm được kinh đâu. Nó bãi hoại làm cho mình không thể nào tu tập được. Cho nên muốn tu tập được là phải có một cái thân thể tốt đẹp, mạnh khỏe, phải có sức lực. Cho nên Việt Nam mình nói thôi để về già mà tu thì tôi xin thưa thiệt, về già tu không nổi đó. Mình về già tu không nổi nữa. Cho nên chỉ có cái tuổi trẻ mà đầy đủ năng lực, sức lực á, thì nếu cái tuổi đó tu được như vậy đó thì nó mới ra, nó mới gặp được nhiều cái. Còn bây giờ như già, như là các bác mình lớn tuổi đây rồi, lòng thì rất tha thiết, nhưng mà thân thì yếu đuối, mệt, mệt mỏi, cứ như là gọi là lực bất tụng tâm à, cái sức của mình nó không có theo cái tâm mình được. Cái tâm mình rất là muốn, nhưng mà sức mình thì yếu đi. Cho nên á, mình phải có một cái thân thể tốt đẹp. Mà thân thể tốt đẹp đó là kết quả của phước đức. Thì bây giờ mình phải làm những cái gì nó tương ưng với cái phước đức của thân thể à, rồi trí mình nó mới sáng được. Cho nên Đức Phật, tại sao từ giả con đường khổ hạnh? Đức Phật nói muốn có được trí tuệ thì không thể nào trong một cái thân thể mà ốm yếu, gầy mòn được, mà phải có một thân thể cường tráng, có trí tuệ mới thông suốt được à. Rồi từ cái chỗ đó, từ cái thân thể mà như vậy, thân thể mà cường tráng mạnh khỏe thì phải có đầy đủ thức ăn thức uống, lúc bệnh phải có đầy đủ thuốc men. Chứ còn bây giờ mình thiếu ăn thiếu uống thì không thể nào có thân thể mạnh khỏe cường tráng được. Bệnh hoạn không có thuốc uống thì là bệnh nó càng dập mình chết à. Cho nên mình phải có đầy đủ những vấn đề vậy. Cái xứ này là mùa đông lạnh thì phải có áo ấm, chứ không thể nào không có áo ấm. Trong nhà phải có lò sưởi, không thể nào không có lò sưởi. Ra đường thì phải có áo khoác là đầy đủ đàng hoàng à, giày mùa đông rồi đàng hoàng. Thì phải có đầy đủ tất cả những cái như vậy, nó bảo hộ được cái đời sống của mình. Mà khi bảo hộ đời sống như vậy á, thì thân của mình nói đời sống con người mình nó mới khỏe mạnh, nó mới lâu dài,
rồi mình mới tu tập được, mới đi đến chỗ giác ngộ được. Cho nên chính vì lý do đó mà chư Phật Bồ Tát ban đầu tiên mà xuất hiện cuốn sanh phương tiện á, cũng phải làm sao tạo những cái phương tiện cho chúng sanh có những cái phước đức hữu lậu ở thế gian. Mà Đức Phật nói nếu ai mà phát nguyện quy tam bảo và thọ trì năm giới, ở đây ai chưa thọ năm giới, ai giơ tay coi, chưa nữa, tại sao? Ai chưa thọ biến thọ nè. Đức Phật nói ai mà thọ trì năm giới mà giữ trọn năm giới, người đó á coi như là trải qua nhiều đời nhiều kiếp được làm cái thân người phước đức, mà làm cái con người mà con người hoàn hảo, không thiếu một cái gì hết. Đâu? Nếu ai á mà giữ gìn 10 điều thiện nghiệp đạo á, thì sau khi chết được sanh về cõi trời. Mình nhớ là ví dụ năm giới nó có gì? Thứ nhất là không sát hại chúng sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Thật sự mấy cái đó không tốn tiền hết trơn. Đó. Không sát sanh là càng không tốn tiền, tại muốn sát sanh thì phải tốn tiền. Bây giờ mình không sát sanh không tốn tiền. Không trộm cắp của ai của đó để đó, không phải của mình đừng đụng đến. Đó. Cái là tà hạnh là đời sống là một vợ một chồng nó, thí dụ như vậy. Đó, mình đừng có xâm phạm, mình không có nói dối, mình không uống rượu, không uống rượu thì càng tốt nữa là không tốn tiền nữa. Thì trong năm giới chẳng tốn đồng xu cắt bạc nào hết. Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà giữ trọn năm giới đó thì phước đức tăng trưởng rất lớn. Có dịp đó thì chúng ta sẽ nói tại sao giữ năm giới mà tăng trưởng phước đức, và phước đức như thế nào. Tại nên chúng ta không có thời gian và chúng ta chưa mà đi vào lĩnh vực này. Mà trong giới kinh còn nói giữ một giới có 5 vị thiện thần đi theo ủng hộ. 5 giới là có 25 vị thiện thần đi theo ủng hộ. Mà là một con người có phước đức đầy đủ, kiếp này mình giữ trọn năm giới, kiếp sau mình có đời sống con người rất là tốt đẹp, hoàn hảo về mọi phương diện, từ thể chất cho đến tinh thần, cho đến là vật chất của cải, không thiếu một cái gì hết. Mà trong khi đó là mình chưa hành bố thí. Tại trong đó Đức Phật đâu kêu mình đi bố thí, Đức Phật chỉ kêu mình giữ thôi, chứ đâu kêu mình đi bố thí. Đức Phật cũng không kêu mình đi phóng sanh. Tập thiện nghiệp đạo cũng vậy, là trên ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý ý nghiệp, thân nghiệp, có ba điều không nên làm, là không sát sanh, không trộm cắp và không tà hạnh. Khẩu nghiệp thì có bốn điều không nên nói, là không nói dối, không nói là lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời ngoa mị. Ý nghiệp thì có ba điều phải dừng, là không tham dục, không sân khỏe, không tà kiến, chỉ vậy thôi. Có nghĩa rằng là trong 10 điều thiện đó mình không có tốn đồng xu cắt bạc nào hết. Mà nếu mà giữ được như vậy á là được sanh về cõi trời. Trong khi ở thế gian đó mà muốn sanh về cõi trời á, cái người đó phải bố thí có bao nhiêu của cải, bố thí hết bấy nhiêu, không giữ gì riêng cho mình hết thì may ra mới được sanh về cõi trời. Và chẳng những vậy mà còn phải hiền hậu với mọi người đó. Người ta mà có đánh chửi chỉ cười thôi, người ta mà cứ mắng giết mình, người ta có đánh đập mình á thì cũng nghe cũng cười thôi. Chứ không đó, cho nên trong kinh thánh mới nói người ta đánh con má phải đưa má trái cho ta đánh tiếp luôn, chứ không phải là ta đánh má phải là né đánh đâu. Bởi ý nói vậy là nói con người nó phải thật là thiện mà phải nhẫn vậy đó thì mới sanh được về cõi trời. Thì bây giờ đến Đức Phật á, phải là cái trí tuệ của Đức Phật ở chỗ đó, thấy không? Phương tiện á, thiện xảo ở chỗ đó, không cần đưa má trái cho tánh con, mà con chỉ cần giữ 10 điều thiện đó đi con được sanh về cõi trời. Con không cần phải đem tất cả quốc cải bố thí, nếu con có cũng chẳng cần mà làm cái chuyện đó, nhưng mà giữ trọn 10 điều thiện đó đi thì con sẽ được bao nhiêu cái điều tốt đẹp như vậy. Đó là một phương tiện, đó là một cách để mà tạo ra phước đức, mà phước đức hữu lậu của cõi trời và cõi người, đó gọi là nhân thiên thượng. Khi mà có một con người hoàn hảo như vậy, trí tuệ sáng suốt, thân thể vật lý mình nó mạnh khỏe, sống trường thọ và tiền bạc vật chất đầy đủ, thì lúc bây giờ mình á mới hướng về Phật pháp được. Lúc bây giờ mới thọ trì Phật pháp, đi nghe pháp, học pháp, rồi mới tu tập theo pháp, thì lúc bây giờ có xu hướng là trên đường giác ngộ. Còn nếu không thôi mà chưa được cái như vậy á, là mình không thể nào nói đi trên con đường giác ngộ được hết, không thể nào đi trở về lại cái bản thể chân như thanh tịnh được. Nên nhớ vậy, chúng ta thấy nếu mà những vị xuất gia đó
mà tu tập giác ngộ được đó là do đâu? Là do đàn na thập phương bá tánh Phật tử nuôi dưỡng, không có cần phải đi lao động. Còn Phật tử tại gia là một ngày phải lao động 8 tiếng mới là hàng tháng có đủ tiền mà chi tiền nhà, tiền cửa, tiền nước, tiền non, tiền ăn, tiền ở, tiền xe, tiền cộ. Thì mà đi làm 8 tiếng như vậy thì lấy cái gì mà tu tập nữa? Làm về nó mệt rồi, cao lắm nó tinh tấn lắm thì lạy ba lạy Phật rồi thôi, đi ăn uống xong đi nghỉ mất tiêu, mai làm tiếp. Chứ có đâu mà nó là tụng kinh, là niệm Phật gì mà nổi. Chúng ta nhớ như vậy, phải không? Nhưng mà chỉ có những người xuất gia đó là những người được cái phước đức được tu tập. Cho nên nói ồ thầy có phước quá. Thầy hỏi tại sao thầy có phước, phải chỉ cho ra chứ. Có phước là được cái gì? Là thầy được tu, chúng ta được có phước, hiểu không? Có nghĩa là thầy không có đi làm lao động, thầy được cái như là cái thời gian nguyên ngày đó là tụng kinh niệm Phật học pháp làm công đức, thì chính cái đó mới là phước. Chứ còn bây giờ thầy mà ăn ở không hết trơn á, ăn ngủ không á, phước có được ngay, cái đó là kiếp sau là phải là mang long đồ sình đã chết luôn á. Tại vì đã có thập phương đàn na tính thí lo đời sống cho mình rồi. Bây giờ một quý vị kêu tôi mà ra cái nhà đó dọn cái nhà hay đóng cái đinh chắc chắn làm được đó, nó méo nó xẻo trơn rồi. Tại đâu có làm gì đâu, trong chùa là có lĩnh vực nào có lúc làm hết trơn rồi, mình chỉ có chuyện tu học thôi, ví dụ như vậy. Như thường tọa trụ trì Quan Âm mình hôm nay ra giỏi, tại trụ trì mà nên cái gì cũng phải làm. Chứ còn tôi sống trong chúng mà tất cả mọi cái đó là trụ trì lo hết trơn. Thật phải nói vậy đó. Bây giờ cái vị kêu mà tôi ra đời biết làm sao học sống, đóng cái đinh nó cũng méo xẹo, là quét cái nhà nó cũng chưa sạch nữa, ví dụ như vậy chết rồi. Nhưng mà nếu mà ở như vậy đó, nhờ có thập phương đàn na tánh thí nuôi dưỡng mình là mình mới có cái thời gian để được tu được học. Ví dụ như hồi xưa cái thời chúng tôi bắt đầu 17-18 tuổi là thời điểm nó khó khăn vô cùng, mà cái sự tương lai mà nói theo tương lai thế gian rất là mù mờ, sự tu sự học đó. Nhiều huynh đệ chúng tôi nghĩ đủ chuyện á, có người là phải tính cái chuyện là phải có cái nghề tay trái rồi này cái nọ đủ chuyện á, tại vì không biết thời thế ra sao đó, nguy hiểm quá, có thể là không được cho tu nữa. Thì mà nếu không cho tu thì ra đời rồi phải có sự sống hết, mà lâu nay thì cứ lo ăn học chữ nghĩa mà lấy không có nghề ngỗng gì lấy gì sống, cho nên cũng phải đi tìm cái nghề để tái, ví dụ vậy. Tôi đến phiên tôi á, tôi không học cái gì nữa, hỏi tại sao, mấy thầy hỏi tại sao chú không đi học, nó nói là học để làm gì, nói học để làm gì. Mấy thầy nói thì học để cho nó có một cái ngành nghề, lỡ mà không được tu thì để mà sống chứ. Con nói chính vì lý do đó con học. Nếu mà con mà đi học xong con đi ra đi làm con có đời sống rồi là con ý lại là con sẽ không có tu học, và rồi con sẽ chắc chắn là không tu học được. Điểm nhất, điểm thứ hai nữa, con nghĩ là chỉ có cái là cái đời sống xuất gia này thì may ra mới được đọc kinh sách cho đến khi chết. Còn ở ngoài đời không có thời gian để mà đọc. Ngoài đời là phải lo cái đời sống ở thế gian, phải không? Nếu mà có vợ có con thì phải lo nuôi sống gia đình, làm gì có thời gian mà được tụng thời kinh. Mà cái thời điểm mà nó khó khăn, mà quý vị biết cái thời điểm mà đen tối cái khó khăn của đất nước Việt Nam, ai cũng đầu tắt mặt tối, làm gì ai mà rảnh đâu. Mà nếu mà ra một cái như vậy là mình có cơ hội, mất cơ hội để mà được tụng kinh niệm Phật, mất cơ hội để được học Phật pháp. Mà tôi vì cái đó là thích thú học Phật pháp á, cho nên quyết chí ở lại và không đụng đến cái chuyện của thế gian này. Tại vì tôi nghĩ là chỉ có mình mà còn xuất gia đó thì trước khi mình chết đó thì mình còn cầm được cuốn kinh, cầm được cuốn sách Phật. Còn mà nếu mà ở ngoài đời là làm gì có cơ hội. Mà đó là một cái ý niệm mà để làm cái năng lực để cho mình phấn đấu. Còn ở ngoài đời như quý vị á, thời gian không có, may mắn lắm là được đến chùa tụng kinh, may mắn lắm là lo được nghe thời pháp vậy thôi, chứ làm gì mà muốn được thường xuyên như những vị xuất gia được. Mà như vậy thì làm sao mà nói đến cái chỗ giác ngộ được. Cho nên chúng ta phải nguyện làm sao cho chúng ta mà chúng ta tu học á, nó như vừa rồi cái câu nguyện chúng ta đó là xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con được trở về lại với cái bản thể chân như thanh tịnh là để được giác ngộ đó. Như vậy trong đó muốn nói rằng một kiếp nào đó quý vị cũng phải xuất gia hết. Chỉ có xuất gia đó thì chúng ta mới được tu, được học một cách rất là may ra thông suốt.
chứ còn không có đời sống xuất gia, cái sự tu học nó rất là trở ngại vô cùng. Quý vị tự quý vị thấy biết, nó không phải là đơn giản. Mà trước sau gì mình, tất cả chúng sanh hay là nó Phật tử mình là con Phật á, trước sau gì ai cũng phải đi trên con đường đó. Tại vì chúng ta đều mong cầu sự giác ngộ. Nếu là một người con Phật ha, nói như quý vị ha, là Phật tử tại gia, quý thầy là Phật tử xuất gia, đã là con Phật, Phật tử là con Phật, mà đã là con Phật mà không có cái nguyện để giác ngộ đó thì chưa phải là con Phật. Cho nên cái chuyện mà nguyện để được giác ngộ đó thì cho dù là con Phật xuất gia hay là con Phật tại gia gì cũng đều phải nguyện hết. Chứ không phải là quý vị Phật tử tại gia nói không, cái chuyện giác ngộ để cho những người xuất gia, còn mình thì không phải, không có đâu. Tại vì á, là Phật tử tại gia là cho nên Đức Phật mới đặt một cái vị trí cho Phật tử tại gia phải làm gì, là để bảo vệ đạo, đạo pháp, mới gọi là U Bà Tắc là cận sự nam, U Bà Di là cận sự nữ, là những người cận sự phụng sự Phật pháp và cái hàng rào để giữ gìn ngôi nhà Tam Bảo, trong đó có người xuất gia hiện tại, hàng tăng hiện tại. Đặt ra như vậy. Nhưng mà mình làm để làm gì? Để mình gieo cái duyên xuất gia về sau này. Do cái kiếp này mình đã từng ủng hộ cho Tam Bảo, trong đó có tăng, thì trước sau gì mình cũng phải làm tăng. Hay là chúng ta ủng hộ Tam Bảo thì trước sau gì chúng ta phải là phải giác ngộ. Tại có duyên với Tam Bảo, mà có duyên Tam Bảo đến thì Tam Bảo xuất hiện ở đời này là để giác ngộ. Cho nên trước sau gì mình cũng phải giác ngộ, mà muốn giác ngộ thì phải đi trên con đường xuất gia. Cho nên quý vị yên tâm đi, trước sau gì quý vị cũng sẽ không còn tóc trên đầu. Kiếp này không có, những kiếp khác nó có. Đây ai đó là mà trong cái kiếp này mà ai đã từng thọ bắt con trai đó, đó là phát nguyện một ngày một đêm xuất gia tu học á, thì mai mốt sẽ kiếp sau là xuất gia đó. Cho nên á, chư Phật Bồ Tát, chư Tổ sư nói là đã là con Phật rồi thì phải có chí nguyện cao vời. Cái chí nguyện đó là mong được giác ngộ giải thoát, mà không phân biệt là tại gia hay xuất gia. Miễn là con Phật, miễn là đã quy Tam Bảo thì phải nguyện như vậy. Cho nên quý vị á, là đừng bao giờ mà tự ti mặc cảm nó không. Đợi con còn phàm phu tục tử, con còn gia duyên bận buộc nhiều lắm, con có thể nào mà nghĩ đến cái chuyện đó. Không có được. Đó là mình bây giờ chưa làm được thôi, nhưng mà cái chí nguyện của mình á, là mình phải nguyện. Cũng giống như là một bác sĩ, hiện tại mình thấy là một bác sĩ, nhưng mà một bác sĩ đó trước đó phải có gì, có cái điều mong ước chứ. Lúc ngay từ nhỏ nó muốn rồi, lúc học trung học á, tôi muốn trong tương lai làm bác sĩ. Cho nên lên trung học mà gọi là từ, nếu mà nói theo Việt Nam mình á, là 10, 11, 12 rồi đó, là phải chọn môn học rồi cho nó tương ứng với cái ngành mà đến vô trong đại học, là học nó phải là ngay từ đầu phải chọn rồi. Thì mình cũng vậy, mình hiện giờ là chưa có giác ngộ thôi, nhưng mà mình phải nguyện đi giác ngộ, thì trước sau gì nó phải đến cái con đường giác ngộ đó. Thành ra cái cứu khổ cứu nạn của chư Phật, của Bồ Tát Quan Âm là để cho mình đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên như là chúng tôi nói, trước khi mà được đi vào con đường giác ngộ giải thoát á, thì cái việc đời sống thế gian á, phải có phước đức. Cho nên á, mình á, mà thiếu về phương diện thế gian nào á, thì mình cầu xin á, thì Ngài sẽ gia hộ. Thí dụ như trong kinh Phổ Môn nói rằng, nếu mà đi vào gặp cái nạn lửa lớn á, mà niệm danh hiệu Đức Quan Thâm Bồ Tát á, thì lửa nó đi tiêu trừ, cái lửa sẽ tắt đi. Ví dụ như vậy, nếu mà gặp nước lớn mà cuốn trôi đó, thì nhất tâm xưng niệm Quan Thâm Bồ Tát á, thì nước sẽ cạn đi. Rồi gặp những cái chuyện mà thí dụ như là bị bắt, bị bớt, ví dụ như nói rằng là, cho mình thấy nha, nhiều chúng sanh vì cái đời sống này đó, mà đi ra biển xa, mà đi tìm cầu tiền bạc ha, lưu ly pha lê sa cừ mã não hổ phách là những thứ trân quý đó, để về nuôi sống cái gì, nuôi sống đời mình đó. Thì đi biển mà gặp khó khăn, sóng gió lớn vậy đó, thì mà khi gặp sóng gió lớn xưng danh niệm Quan Thâm Bồ Tát thì sóng gió liền tan. Rồi á, dược vũ tội, dược vô tội, lưu giới già tòa kiếm hệ kỳ thân, xưng danh Quan Thâm Bồ Tát. Không có tội mà bị bắt bớ, bị gông cùng trói buộc, mà giờ nhất tâm mà xưng niệm Quan Thâm Bồ Tát thì tự nhiên cái trói buộc gông cùng nó sẽ đứt rã đi. Chúng ta thấy ha, đây là cái điểm chúng ta thấy nè.
ngài Quan Âm á, hay là Tam Bảo á, là không phân biệt cái người đó thiện hay ác, nhược hữu tội, nhược vô tội. Cái người nếu mà có làm tội hoặc giả là không có làm tội, thì cái người làm tội là người bất thiện, là người ác, phải không? Mà cái người mà không có tội là người thiện. Mà hai người đó mà đang bị là trói buộc gâm cùng như vậy đó, mà niệm Quan Âm thì liều được giải thoát hết. Chứ không phải là chỉ có cái người không có tội đó niệm Quan Âm mới giải thoát đâu, mà còn người có tội là phải đền tội, không có gì đó. Đó cái điểm mà cho chúng ta thấy rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất là bình đẳng đối với chúng sanh. Và ngài nhìn thấy chúng sanh mà có tội hay không tội mà bị bắt bớ, nó cũng chỉ là giả huyễn mà thôi. Bây giờ ngài phải đưa người ta trở về lại với cái bản thể chân như chân thật. À, cái sự mà trói buộc đó là gông cùng xiềng xích đó, là cũng giống như là tham sân si sanh tử luân hồi đáng giữ lấy mình. À, cho nên chúng ta thấy ha, con người ta có thể là cái thời điểm nó có nhiều cái nạn, nạn về lửa, nạn về về nước, mà những cái nạn đó là rất là nạn thiên nhiên, giống như bây giờ gọi là núi lửa, không? À, nước là bây giờ gọi là sóng sóng thần. À, những cái đó là tổ thiên tai đó, thiên tai thì không có nào đỡ được hết. Mà nếu mà nhất tâm sinh niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì những cái thiên tai nó liền dứt trừ. À, mà bây giờ thiên tai không có rồi phải đời sống bình thường, mà đời sống bình thường là phải nó đủ. Cho nên con người ta luôn luôn đi tìm đó là kim ngân lưu ly sa cừ mã nã san hô pháp, là những cái thứ quý báu, là nói về vật chất phải có, mà đi tìm thì rất là cực khổ. À, bây giờ mình không có nạn mà đi ra biển tìm, nhưng mà có thể đời sống bây giờ mình gặp rất là nhiều sự khó khăn, không phải là chuyện dễ. Mà nếu gặp khó khăn như vậy thì cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đi, rồi sẽ được cái như là sẽ có công việc làm. Cho nên cái người nào mà không có công việc làm á, mà nếu một lòng mà tha thiết niệm Quan đi á, là chúng tôi thấy người đó trước sau dùng có việc làm. Đó đều lạ lùng như vậy. Mà như vừa rồi chúng tôi giải thích cái kiểu mà do cái niệm thiện mà ra đó. Chúng tôi thấy có nhiều Phật tử trẻ học ra trường xong là đi xin việc làm. Thì khi mà đang xin việc làm á, thì ở hãng xưởng họ nhận. Nhưng mà ngay cái lúc mà họ nhận làm á, thì lại có một cái chuyến hành hương. Phải không? Chuyến hành hương mà đã đăng ký rồi, lỡ rồi. Mà đi hành hương là chiêm bái thánh tích của chư Bồ Tát, hay là chiêm bái chư thánh tích của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ đó. Thì cái người đó phải chọn một trong hai. Một là nhận job, hai là hành hương. Hành hương thì không nhận được job, mà nhận job thì không được đi hành hương. Một sự thử thách lớn ha. Tại bây giờ những người đó quyết chí còn nguyện đi hành hương. Nói với hãng xưởng, bây giờ tôi trong dịp thời gian đó tôi phải đi như vậy đó, là cái sự tu tập về tôn giáo mà, sự tu tập như vậy. Nếu anh có hài lòng á, thì sau khi về tôi sẽ sẵn sàng là nhận cái job này làm. Và còn mà nếu anh không được nữa thì thôi, thì chờ dịp khác xin tiếp. Có vậy đó. Vậy đó mà có người đó, họ chó. Nó nói, phải thì anh đi rồi về làm. Có những người á, tức là đang làm á, và rồi công việc nó hết, rồi bây giờ đi hành hương. Á, mà khi đi hành hương về đó, là tự nhiên á, nhận được những cái công việc làm nó tốt hơn là cái công việc cũ nữa. Nó là bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Cái đó mình không thể nói được, mà tự nhiên phước đức nó tăng trưởng. Rồi chúng tôi thấy có nhiều bà cụ đó ha, là ốm yếu đuối bệnh hoạn, đi là phải rất là sợ, không biết cái chuyện gì xảy ra ở giữa đường. Nhưng mà những vị đó quyết tâm đi, nguyện rằng cho dù mà đến xứ Phật con có chết thì con cũng thỏa mãn. Nhưng mà khi họ đi như vậy, họ về họ mạnh khỏe về hết bệnh. Ở nhà thì bệnh lên bệnh xuống, mà đi không có chút bệnh nào hết. Đó là cái điều mà nó rất là lạ lùng. Cho nên cái đó nó nhiệm màu vi diệu, bất khả thuyết, bất khả tư nghi. Nhưng mà tôi nghĩ mình nó suy lý đó nha. Mình khoan nói cái chuyện màu nhiệm là chư Phật Bồ Tát gia hộ, nhưng mà cái lòng họ quyết tâm họ đi á, thì tự nhiên á, nó sinh ra cái niệm thiện rất mạnh. Và chính cái nhân thiện mà chúng tôi mới nói đó vừa rồi đó, đánh đạt hết tất cả những cái nghiệp xấu đi. Mà phước đức nó tăng trưởng, mà khi phước đức tăng trưởng là tự nhiên nó được những cái thành tựu rất là lớn. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng phải là giúp cho người ta có một đời sống an lành. Cho nên ngài nói nếu mà đi ra biển mà tìm vàng bạc thất bảo là cái nào đó, và gặp hắc phong á, làm cho ghe thuyền nó rất là nguy hiểm,
rồi trong đó có thể là bị rơi vào cái biển của quỷ La Sát. Bây giờ trong đó có một người mà xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền thoát cái nạn quỷ La Sát, thoát đi cái nạn mà sóng gió. Và cũng như là cái người mà tù có tội hay không có tội mà bị bắt bớ, bị tù đầy, bị giam cùng mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những cái đó nó đều tan rã hết. Ví dụ vậy, có nhiều người, một người thương buôn dắt một đoàn thương gia đi, trong đó là mang vác những thứ của báu đi đó, rồi đi trên cái con đường hiểm nạn, giặc cướp rất nhiều. Mà trong đó có một người làm cho là trong đoàn rất sợ hãi, và có một người khuyên nên niệm Quan Bồ Tát đi. Thì khi mình niệm Quan Bồ Tát như vậy á, thì như là giặc cướp cũng tiêu mất luôn nữa. Đó. Thì qua những cái nạn mà trong kinh Pháp Môn mình tụng đó, mình thấy nạn đầu tiên đó là những cái nạn đó, nạn ở tại thế gian, nạn của con người phải gặp. Mà nạn con người phải gặp như vậy đó, thì Bồ Tát con nói cứ niệm danh hiệu, Đức Phật nói cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm đi. Thì cho nên trước chúng ta nói cái danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm là nó nói ra cái bản thể từ bi và trí tuệ. Nơi nào có khổ thì tự nhiên cái bản thể từ bi của Đức Quan Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện ở đó. Và cái từ bi đó là để cứu giúp, thì cứu giúp phải có phương tiện đó chính là trí tuệ. Cho nên khi chúng ta xưng niệm Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát thì cái bản thể từ bi và trí tuệ của Ngài Quan Âm nó liền xuất hiện vào cái chỗ đó. Mà xuất hiện ra như vậy thì tự nhiên á là thoát đi bao nhiêu cái nạn. Mà đầu tiên là nói lên cái nạn mà trong thế gian này phải có. Cho nên Đức Phật mới nói Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, Đức Quan Thâm Bồ Tát có một cái oai thần lực mà lớn lao như vậy đó, cho nên tất cả chúng sanh nên niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật nói tất cả chúng sanh phải là nên niệm. Đó là một cái. Nhưng mà những cái nạn khổ ở trong thế gian này mình đang có, và xa nữa là bị sanh tử luân hồi, là đọa trong địa ngục của chúng sanh, nó từ đâu mà ra? Là từ cái niệm tam độc là tham sân si mà ra. Thì bây giờ Đức Phật nói nếu muốn thoát những nạn khổ của ngạ quỷ địa ngục chúng sanh thì phải đoạn trừ tham sân si. Mà muốn đoạn trừ tham sân si á thì phải sao? Phải niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu chúng sanh mà có nhiều cái sự tham dục á, mà thường niệm cung kính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được lìa khỏi dục, là tự nhiên cái tâm tham nó sẽ lìa đi. Nếu chúng sanh nào mà nhiều cái sự sân nhuế sân hận á, mà đem cái tâm mà thường nghĩ nhớ đến, mà trong cái sự thường nghĩ nhớ là bằng cái tâm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên cái sự sân hận nó lìa. Nếu chúng sanh mà nhiều cái sự ngu si mà đem cái tâm mà thường niệm cung kính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được lìa cái sự ngu si. Như vậy là ngay trong hiện tại chúng ta nhờ niệm Quan Âm mà chúng ta giảm bớt đi cái tham sân si. Mà tham sân si nó giảm bớt đi đó thì chúng ta giảm bớt đi những cái hành động bất thiện, những tâm niệm bất thiện. Tâm niệm bất thiện không có thì hành động bất thiện không có. Thì đương nhiên là nó phải tạo thành một cái nhân thiện, hành động thiện, ý niệm thiện. Thì khi mà có cái nhân niệm, ý niệm thiện như vậy đó thì sẽ không có bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên á, lúc mà trong đời sống hiện tại con người này thì Ngài Quan Âm cứu mình thoát những cái nạn của con người. Rồi bây giờ để cho lâu dài về sanh tử luân hồi là mình có thể hôm nay mình kiếp người, nhưng mà kiếp sau chưa chắc có thể được, có thể bị đọa trong địa ngục ngạ quỷ sanh. Thì bây giờ Ngài nói, Ngài cho cái nhân tiếp tục nữa, hãy niệm Quan Âm Bồ Tát đi, thì tự nhiên sẽ chặn đứng tất cả những cái nhân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, cho thấy như vậy. Cho nên Đức Phật nói xong rồi thì Đức Phật mới nói rằng là tất cả chúng sanh đó mà thấy được như vậy đó thì nên niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật khuyên tất cả chúng sanh đều phải thường ưng tâm niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cái đời sống của con người ta ở thế gian á thì nó phải cần có gia đình quyến thuộc nó mới hạnh phúc. Mà hạnh phúc nhất của vợ chồng là gì? Đó là con cái. Thì nơi đây giờ Đức Phật nói nếu mà ai cần con trai thì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì có con trai trí tuệ sáng suốt. Ai cần có con gái thì niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á thì sanh được con gái tục chánh đoan trang. Nói chung là thuộc về phước đức và trí tuệ. Nếu mà nói theo lý đó thì nó thuộc là con trai là biểu tượng cho trí tuệ, con gái biểu tượng cho từ bi. Như vậy là do niệm Quan Âm mà sanh ra cái là cái năng lực của từ bi và trí tuệ. Mà khi mà sanh ra được cái năng lực từ bi trí tuệ như vậy đó là tự nhiên mình làm lời lạc cho chúng sanh. Cho nên mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát một mặt á, tiêu cực á,
là để xin Ngài cứu khổ cứu nạn mình. Một mặt khác tích cực á, là để cho con giống có được cái từ bi như Ngài Quan Thế Âm, để con sẽ cứu độ chúng chúng sanh đang đau khổ. Mà niệm như vậy đúng nhất, niệm Quan Âm để cho con có năng lực từ bi, để làm cho chúng sanh bớt đi đau khổ, thì đó là cái năng lực mà lớn nhất ha. Cho nên Đức Phật mới nói Ngài Vô Tận Ý nói về Quan Thế Âm Bồ Tát có những cái năng lực như vậy đó. Cho nên nếu mà có chúng sanh nào cung kính lễ bái Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước bất đường quyên, là cái phước ấy không thế nào mà mất được hết. Phước nó rất là nhiều nếu chúng ta thường niệm, thường cung kính đó. Cho nên đó, chúng sanh mà nên thọ trì danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và Đức Phật nó đưa ra ví dụ cho chúng ta thấy, nếu có người nào đó mà thọ trì nó như là 62 ức hằng hà sa danh tự của chư Bồ Tát, rồi lại đó là nguyên cả một đời cúng dường ẩm thực, là ăn uống đó, ẩm là uống, mà thức ăn là ăn uống, là y phục, rồi chỗ ngủ là ngoạ cụ, y dược là những thuốc men lúc mà bệnh hoạn, mà cúng dường vừa niệm mà vừa cúng dường cho bao nhiêu vị Bồ Tát đó suốt cả một đời, thì Đức Phật hỏi Vô Tận Ý, ông nghĩ như thế nào? Ư như ý vâng ông nghĩ như thế nào? Thì Bồ Tát mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, cứ như là công đức rất là nhiều. Đức Phật hỏi công đức người đó có nhiều không? Thì Ngài Vô Tận Ý nói công đức người đó nhiều ghê lắm. Thì Đức Phật nói này, nếu mà có một chúng sanh thọ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đó, nãi chí một thời lễ bái và cúng dường, thì vị nhân phước chánh đẳng vô vị, tức là hai người đó phước đức như nhau, hiểu không? Một bên á là thọ trì lục thập nhị vạn ức, đó là 62 ức danh hiệu Bồ Tát, và nguyên tấm đời phục tận hình cúng dường ẩm thực y phục ngoại cụ y dược. Đức Phật hỏi vậy cái người đó công đức lớn không? Ngài Vô Tận Ý nó rất lớn. Thì Đức Phật nói bây giờ chỉ cần một chúng sanh mà chỉ cần thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát một thời lễ bái rồi cúng dường, thì phước đức của hai người không có khác. Chúng ta thấy thì Đức Phật nói ra cái người đó mà thọ trì danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì được nhiều cái vô lượng vô biên cái phước đức khó nghĩ bàn lắm. Quý vị đây á, mà nếu quý vị nào mà thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải nói là quý vị có phước đức đó mới được niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà dễ đâu. Cho nên nó tại sao trong Kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Không thể nào mà dùng một chút ít cứ là nhân duyên phước đức để mà sanh về đất nước đó được. Như vậy là người mà sanh về đất nước đó được thì người đó phước đức rất là lớn, thiện căn rất là lớn. Thì chính cái phước đức là cái chỗ nào, thiện căn là chỗ nào, là cái chỗ người đó sanh khởi được cái tính tâm với Đức A Di Đà, và cái người đó xưng được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì người đó phước đức lớn nhất. Quý vị nghĩ đi, thế giới hôm nay 7 tỷ người, bao nhiêu người niệm được danh hiệu A Di Đà? Suy nghĩ đi, nên cho biết rằng người nào mà niệm được danh hiệu A Di Đà là phước đức thật là bất khả thuyết, bất khả tư nghị, và cái công đức đó là được sanh về thế giới của Ngài. Cũng giống như vậy, cái người nào mà niệm được danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái người đó phước đức cũng rất là nhiều. Mà trước mắt á, ở trong thế gian này bao nhiêu cái nạn khổ thế gian này á, là trong đời nó sẽ tiêu trừ và những đời sau sẽ không bao giờ xuất hiện nếu mà niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài dắt mình đi từ lãnh vực của thế gian sanh tử luân hồi rồi qua đến chỗ xuất thế thế gian. Cho nên Ngài Vô Tận Ý mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, cái thần thông của Ngài đó mà đi du hóa trong cõi Ta Bà này dùng cái phương tiện gì? Thì Đức Phật nói cái như là nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đó mà tương ưng với cái thân Phật, mà để có thân Phật bộ độ đó, thì Ngài Quan Bồ Tát liền hiện thân Phật ra để thuyết pháp. Rồi đến Bích Chi Phật, rồi đến Thanh Văn A-la-hán, thì Ngài Quan Âm sẽ hiện ra ba cái thân mà thuộc về Bậc Thánh Phật, Thanh Văn và Duyên Giác, để mà nói pháp cho chúng sanh nghe. Mà nói pháp chúng sanh nghe là gì? Là để chúng sanh được giác ngộ. Rồi sau đó Đức Phật mới hiện ra, Bồ Tát Quan Âm mới hiện ra những vị chư thiên là ở cõi, ba cõi là
Phạm Thiên, Đế Thích, Phạm Thiên cõi trời sắc, Đế Thích cõi trời dục. Đó. Rồi các vị mà chư thiên là tự tại thiên, đại tự tại thiên, các vị tỳ sa môn ở tứ thiên vương là ở cõi trời, là những vị thiên thần hiện ra để mà giúp đỡ cho những chúng sanh mà tương ưng với cái thân đó, rồi để nói pháp cho người đó nghe giác ngộ. Cho nên hôm trước chúng tôi nói là nếu mà một người mà đã sanh về cõi trời đó thì sẽ gặp Phạm Thiên Đế Thích, thì các ngài đó là Bồ Tát thể hiện sẽ nói pháp cho chúng sanh nó nghe. Chắc chắn là nó phải nghe pháp, phải có pháp để nghe, chứ không thể nào lên đó ngồi không mà hưởng đâu. Chư Phật Bồ Tát vẫn ở trên đó luôn luôn để mà khai thị giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Rồi đến đó là Bồ Tát hiện ra vua, các vị quan thần, các nhà là trí thức, đủ thứ thành phần, cho đến bình dân, cho đến là các ngành nghề, nhân sĩ, trí thức, ngư tiểu canh mục gì đó là Bồ Tát được hiện hết. Nếu mà thấy một cái số người mà ở sống vùng biển thì đi biển thì Bồ Tát cũng hiện ra ở vùng biển để mà dẫn dắt cho những người đó. Bây giờ trong cái vùng biển mà có ngôi chùa, những người đó có thể đi làm biển thấy mình sát sanh nhiều quá không dám đi chùa, thì vị Bồ Tát sẽ khuyên nhủ không sao đâu, cứ đi đi. Đó là mình tuy rằng sát sanh nhưng mà mình có thể không trộm cắp, mình có thể không nói dối, mình có thể không uống rượu, thì như vậy mình vẫn giữ được những giới khác. Thì bây giờ mình đi chùa, mình lạy Phật, mình tụng kinh để sám hối cái tội mình đang sống bằng nghề sát sanh, mà nhờ vậy biết đâu sau này nó sẽ hết đi cái nghề sát sanh, là làm một con người hoàn hảo. Bồ Tát khuyên nhủ cho người ta coi như là để yên tâm, là Bồ Tát bố thí cho cái sự không sợ hãi. Người ta người ta vẫn làm đánh cá nhưng mà người ta không còn sợ hãi như trước đây nữa. Đó. Rồi đôi khi đó biển coi như là cá hết rồi, Bồ Tát hóa ra cá đầy biển để cho người ta đem về, người ta buôn, người ta bán, người ta nuôi sống gia đình bản thân. Bồ Tát cũng làm luôn chuyện đó nữa. Chúng ta nên nhớ nè, Bồ Tát không có từ nan bất kỳ một gì hết. Cho nên khi mà chúng tôi mà nghĩ đến mấy chuyện đó, chúng mình cảm kích Bồ Tát vô cùng. Đó là những người mà đánh cá đó là Bồ Tát hóa ra cá để nuôi con người ta. Cho nên trong bài sáng quy mạng chúng ta đọc đó, Bồ Tát hóa ra gì? Nếu mà cái vùng đó mà bị dịch, bị bệnh đó, thì Bồ Tát hóa ra cây thuốc. Chỗ mà đói khát Bồ Tát hóa ra cây lúa, Bồ Tát hóa ra hết như vậy, độ hết. Nếu mà chúng ta nhìn ra thì chúng ta thấy tất cả những cái gì mà làm lợi cho con người hôm nay đó đều là năng lực của từ bi của chư Phật Bồ Tát hiện ra hết. Nó là như vậy. Cho nên nó nói Bồ Tát Quan Âm, ngài biết dắt mình đi từ từ, đi từ lĩnh vực ở thế gian sinh tử luân hồi, rồi một có một đời sống yên ổn trong sinh tử luân hồi, đó là cõi trời hay cõi người, mà không phải bị đọa vào trong địa ngục là quỷ súc sanh, không? Rồi cũng đời sống tốt đẹp của một con người, vật chất đầy đủ, ví dụ như vậy, không thiếu một cái gì hết, rồi mới cho mình một gia đình hạnh phúc, là có con, mà con muốn con trai là con trai, muốn con gái là con gái, mà con trai thì thông minh trí tuệ tuyệt vời, con gái thì là đoan chánh trang nghiêm thục nữ, rất là tuyệt vời. Là phải có phước đức mới được như vậy. Nó muốn được như vậy thì cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm đi, là nói lên cái hạnh phúc đời sống của gia đình. Cho nên Quan Âm Bồ Tát là không có từ bỏ bất kỳ một chúng sanh nào hết, mà ngài hiện ra hết rồi từ từ bắt đầu mới dắt vào pháp, chứ phải đùng một cái là vô pháp. Điều đó pháp rất là khó, không phải dễ, mà phước đức phải dắt đi từng bước. Cho nên có nhiều người đó, họ phàn nàn, họ nói tại sao chùa mà còn để sanh nữa, sinh xong thì tôi nói thì có chết chóc gì đâu, phải không? Người ta thay vì mình không có hủ xong chùa này, không có hủ xong á, thì người ta đến cái miễu, cái thần quan công rồi đó, người ta sinh xong cũng vậy thôi, cũng giống nhau à. Nhưng mà bây giờ ta đi chùa ta thấy chùa đây có cái xong mà xong Quan Âm nữa, chắc lên thiên, ta đến ta lắc ta sinh. Nhưng mà trước khi sinh là sao? Trước khi sinh phải niệm Quan Âm, phải lạy quán Quan Âm cầu sinh mà. Nhưng mà khi họ niệm, họ lạy như vậy đó thì họ đã gieo duyên với ngài Quan Âm Bồ Tát. Như chúng tôi vừa nói, họ niệm họ lại như vậy đó thì được Bồ Tát đã nhiếp thọ rồi. Cái chuyện mà xâm có linh hay không, đúng hay sai, quan bạc tính đã. Nhưng mà cái người này có duyên Bồ Tát Quan Âm, mà đã có duyên Bồ Tát Quan Âm rồi thì ngài cũng sẽ dẫn dắt họ đến chỗ giác ngộ. Ví dụ như
phiền hả, chùa cũng mê tín dị đoan, cũng sao cũng đồ sao, rồi của bên đạo lão rồi đồ, đâu cái gì đạo Phật đâu, thì tụi nó cũng đâu chết chóc gì đâu. Bây giờ thay vì mình nói thêm cái sao thôi, chứ thực sự bây giờ người ta tới xin cầu ăn cũng cho sao, nói dạ thưa thầy, thưa cô, cho đầu năm đầu tháng cho con xin ghi tên cho thầy cầu ăn, không lẽ thầy cô nói thôi đừng có ghi hả. Bây giờ lòng người ta muốn vậy mà nó có chết chóc cái gì, khi mà người ta nghĩ đến cầu an nhờ Đức Phật gia hộ là tâm người ta đã là thiện rồi, người ta có niềm tin là người ta sẽ tăng trưởng được thiện. Còn hơn những người mà không có niềm tin, đâu phải bây giờ mình nói hai người, một người tin đến xin cầu an, còn một người ôi xin tôi không tin mấy chuyện đó, bây giờ người nào tốt hơn? Chắc chắn cái người xin nó phải tốt hơn chứ. Cái người xin là người ta có cái niềm tin đối với chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thiện thần là người đó có tâm tốt. Mà khi tin Đức Phật như vậy, tin Bồ Tát như vậy, là cũng như vậy, như tôi nói là có niềm tin với Quan Âm, là có duyên với Tam Bảo. Bây giờ quý thầy quý cô quỳ trước kính điện, đọc lên kính bạch Đức Thế Tôn, nay có người Nguyễn Văn A bao nhiêu tuổi xin cầu an. Là như vậy là cái tên của người đó, là cái người đó đã được sự nhiếp thọ của chư Phật Bồ Tát, và người đó trước sau gì cũng làm đệ tử Phật. Cái chuyện an hay không an chúng tôi không bàn đến, tại vì cái đó là nó theo nhân duyên, nghiệp báo phước đức của mỗi người, không? Mình không nói. Nhưng mà ít ra cái người đó họ có cái niềm tin với Bồ Tát Quan Âm. Ví dụ một người mẹ đến sinh ghi một loạt 10 đứa con, nhưng mà đứa con thì không bao giờ đi chùa hết, nhưng mà cũng chẳng mất mát gì hết. Mà khi người mẹ có cái tâm mà nghĩ đến những người con của mình, nó nhờ Phật gia hộ, là tự nhiên những người con nó được Phật nhiếp họ. Thì những người con nó trước sau gì cũng có niềm tin với Tam Bảo. Vậy thôi, chưa biết lúc nào. Có thể chờ lúc mẹ mình chết đi, thương mẹ quá, mà hồi xưa mẹ mình sống đi chùa, bây giờ đến nhờ chùa đi cầu siêu tụng kinh. Thì mà khi cầu siêu tụng kinh thì phải quỳ dưới trước quan tài của mẹ đó, nghe mấy thầy mấy cô tụng kinh chứ. Thì tự nhiên nó gieo cái duyên với Tam Bảo, là từ cái duyên đó đó, về sau này những kiếp về sau họ sẽ gặp Tam Bảo, họ sẽ gặp Phật Pháp. Cho nên khi mà đụng đến với Tam Bảo rồi đó, gieo duyên với Tam Bảo, thì bất cứ một hoàn cảnh nào và cái tâm gì đi chăng nữa, trước sau gì cũng được Tam Bảo nhiếp thọ và hóa độ. Cái điều đó là điều quan trọng như vậy. Chứ mình đừng có nói tại sao mê tín dị đoan, mà chùa mà còn ghi cũng sao cũng đồ này cái nọ, rồi phải sinh sanh cũng đồ. Thật sự á, cái chuyện đó, ngay bản thân chúng cũng biết là có linh hay không linh cũng biết. Nhưng mà ít ra cái người đó họ đến vào chùa ghi cái danh là họ có duyên với Tam Bảo. Thì cái quan trọng của mình là gì? Duyên với Tam Bảo là để giác ngộ. Họ mà có an đi chăng nữa hả, thì mấy chục năm sau cũng chết thôi. Đó. Chết đi về đâu, đó là vấn đề quan trọng. Nhưng mà họ có duyên được Tam Bảo, được gia đình, được cha, được mẹ cầu nguyện mỗi năm như vậy đó, thì họ sẽ có duyên Tam Bảo nhiếp thọ. Thì chắc chắn trước sau gì họ cũng được Tam Bảo, gặp Tam Bảo, quy Tam Bảo. Trước sau gì cũng làm con Phật, gặp Phật Pháp để tu học. Cho nên nó không mát, mát đi đâu hết. Không mất mát đâu hết. Đặc biệt nhất là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, là cái tinh thần mà phổ độ chúng sanh. À, Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo của Đức Quan Âm Bồ Tát á, là cứu khổ cứu nạn tất cả chúng sanh. Một khi đã cứu khổ cứu nạn chúng sanh rồi thì không có lựa chọn chúng sanh để mà cứu khổ cứu nạn, và chúng sanh nào cũng phải cứu hết, không có cần thiết chúng sanh đó là như thế nào, không cần thiết họ có phải là quy y Tam Bảo hay không quy y Tam Bảo. Những chúng sanh có khổ là Bồ Tát Quan Âm đều như là nghĩ đến để mà cứu nạn, cứu khổ hết. Mà đã cứu khổ chúng sanh thì phải có phương tiện, mà vô số chúng sanh thì phải có vô số phương tiện. Rất là nhiều cách, mỗi chúng sanh mỗi căn cơ. Ví dụ bây giờ chúng sanh bây giờ nó con Phật được thôi, người có căn cơ ngồi thiền, như vậy thì cứ vô ngồi thiền đi, thì sẽ được Quan Thêm Bồ Tát như là nhiếp về thiền. Người đó có thể là không cần phải ghi cầu an cầu siêu gì hết, tại vì họ có Pháp rồi, thì Pháp sẽ nhiếp thọ họ. Nếu mà nói theo bình thường thế gian thì có thể là nó cũng thuộc loại cao. Nó cao cái là người ta biết cách thiền tịnh này cái nọ đó, rồi cái là cái khi mà ta thiền như vậy là người ta đã trú tâm vào Tam Bảo, thì Quan Âm Bồ Tát sẽ cho thiền. Cái người nó không biết gì hết, cũng không có năm nấy, nhưng mà con tin Bồ Tát, con chỉ niệm Bồ Tát thôi, thì Bồ Tát thì con cứ niệm đi, không sao hết. Mà cái người mà không biết gì nữa đó, mà kiểu mà hơi thích tin trên trời đất á, đó là sinh xăm bói toán gì đó, thì Bồ Tát cũng sẽ hiện ra, là coi khỏe, coi bói, coi tát. Nhưng mà nói nè, còn
như là trong năm nay nó xuôn nghe, ráng niệm Quán Âm đi nghe, đấy thôi. À năm nay là có tài lộc đến đó, nhưng mà phải nhớ niệm Quán Âm nghe, thì tài lộc nó mới đến nghe. Như vậy cái người nó nghe xong á, cho dù là họa hay là cho dù là phước lợi, người ta đều niệm Quán Âm hết đó. Mà khi niệm Quán Âm như vậy đó thì người ta được ghi Quán Âm cứu độ tiếp độ. Đó là cái vấn đề mà cho chúng ta thấy về cái năng lực của Bồ Tát Quan Âm mà sẽ xuất hiện ở thế gian này để mà cứu khổ cứu nạn. Mà cái khổ nạn mà lớn nhất là Bồ Tát Quan Âm á, là đưa chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Và không phải thoát sanh tử luân hồi thôi, mà Ngài còn đưa chúng sanh đến cái chỗ thành Phật luôn, giác ngộ viên mãn. Cho nên khi mình niệm Quan Âm á, nó có hai mặt. Một mặt tiêu cực á, là cầu Ngài gia hộ cho mình. Và mặt tích cực á, là mình xin cái năng lực đại bi của Ngài để mình hành đại bi cho chúng sanh. Chứ không phải là chỉ có cầu xin Ngài gia hộ cho mình thôi đâu, mà mình phải niệm danh hiệu Ngài cho nhiều. Cho nên mình trì tụng chú đại bi, thí dụ như vậy là để ra cái năng lực đại bi. Nà, rồi á, đầy đủ. À, cho nên khi mà mình đừng nói một cách đơn giản, khi mình do trì chú đại bi, phước đức mình tăng trưởng, không tự nhiên á, đời sống mình mạnh khỏe, là vật chất mình dư thừa, mình có ra là mình đem tất cả những cái đó mình bố thí cho chúng sanh thiếu thốn, thì đó là một trong những phương pháp độ chúng sanh, phương pháp từ bi. À, cho nên niệm Quan Âm đúng nghĩa nhất là để cho chúng ta đạt được cái gì, cái thể tánh của đại bi. Tự nhiên khi niệm Quan nhiều chừng nào là mình thương chúng sanh nhiều chừng đó. À, mình đang khổ thì vô số chúng sanh đang khổ như mình, cho nên phát nguyện rằng chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mình cũng luôn luôn bị cái tham sân si tâm độc nó khuấy rối phiền não mình, thì vô số chúng sanh cũng bị phiền não khuấy rối như vậy, thì bắt đầu phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Không phải chỉ đoạn cho riêng mình không thôi, mà đoạn cho luôn cả chúng sanh. Như vậy là muốn độ chúng sanh, muốn đoạn phiền não thì phải có phương pháp. Phương pháp đó chính là pháp Phật. Mà có vô số chúng sanh, vô số căn tánh thì phải có vô số phương tiện, vô số pháp môn, thì mới nguyện rằng là pháp môn vô lượng thề nguyện học. Mình có học thì mình mới là cứu được mỗi căn tánh của mỗi chúng sanh. Và cái cứu cánh cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, con và chúng sanh đồng thành Phật đạo. Cho nên cái câu nguyện là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta nhớ vậy. Và chúng ta đừng bao giờ nghĩ là ôi trời, mình tu còn chưa xong nó mà nguyện cho chúng sanh. Đừng nghĩ cái chuyện đó. Cái này là Đức Phật dạy mình nguyện, chứ không phải là mình tự nguyện. Mình tự nguyện thì nó mới là không đúng. Nhưng mà đây là mình nương theo Đức Phật dạy thì mình cứ nguyện như vậy đi. Thì đó chính là cái tâm nguyện của mình, là muốn thành Phật, muốn độ chúng sanh. Chứ Đức Phật chưa kêu mình đi độ chúng sanh. Khi nào mình là học xong ra đi rồi mới đi làm việc, mới giúp ích cho người ta, chứ học chưa xong á thì mình nguyện trước đó, phải không? Nguyện làm bác sĩ thôi, chứ không phải là nguyện nó thành bác sĩ đâu. Không phải mười mấy năm trời học chứ, học chết bỏ mới ra bác sĩ chứ. Chứ đâu phải mình nói mới nguyện làm bác sĩ cái tự ra bác sĩ liền. Bây giờ mình nguyện thành Phật, nguyện độ chúng sanh thôi, mình mới nguyện thôi. Cho nên Ngài Tịch Thiên Bồ Tát, Ngài mới nói rằng là có hai cái bồ đề tâm, một cái bồ đề tâm nguyện và một cái bồ đề tâm hành. À, bồ đề tâm nguyện là mới sơ cơ bắt đầu vô nguyện, bồ đề tâm hành mới là cứu cánh. Nhưng mà Ngài nói, tuy nhiên ai mà phát khởi bồ đề tâm nguyện là đã đạt được những cái phước đức vô lượng vô biên, công đức bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Cho nên bồ đề tâm nó có hai loại, đó là hai giai đoạn, hai loại. Một là bồ đề tâm nguyện, hai là bồ đề tâm hành. Bồ đề tâm nguyện là mình khởi cái nguyện là phát bồ đề tâm. Mình ở trong giai đoạn này là giai đoạn phát nguyện, phát bồ đề tâm, chứ không phải giai đoạn mà đã đi độ chúng sanh. Cho nên mình đừng có ngại cái chuyện đó. Rồi khi nào đến cái chỗ mà từ sơ địa Bồ Tát trở lên, từ thất địa Bồ Tát trở lên đó, thì bắt đầu mới là đi hóa độ chúng sanh. Thì đó là bồ đề tâm hành. À, chúng ta thấy như vậy. Thì hôm nay nhân dịp trong năm mới ha, có duyên về chùa Trừng Thủy. Rồi sáng nay sư cô trụ trì làm cái lễ dỗ tổ. Ngài Trừng Thủy là tên của tổ hồi sáng đó.
mà tổ là ngài là bổn sư của thượng tọa thượng cước và bổn sư nhiều vị khác, ngài là đệ nhị tăng thống, sau khi mà đệ nhất tăng thống là ngài đại lão hòa thượng thượng tịnh đại khiết mà viên tịch đó, thì giáo hội Phật giáo Nam thống nhất lúc bây giờ tấn phong ngài, đúng không phải? Coi như là cung tỉnh ngài đó lên cái vai trò là tăng thống, là coi hết nguyên cái giáo hội, cũng giống như mình tạm thời gọi là ở ngoài đời nó có hai cái viện đó, thượng viện hạ viện đó, thì Phật giáo thống nhất đó, cũng có hai viện, một là viện tăng thống, hai là viện hóa đạo. Viện tăng thống là trong đó là có tăng thống, phó tăng thống và tổng thư ký, thì cái viện đó là coi trùm hết nguyên cả cái giáo hội. Còn cái viện hóa đạo á là trực tiếp điều hành công việc giáo hội, cho nên trong viện hóa đạo mới có những cái ban ngành, tổng vụ hoằng pháp, tổng vụ giáo dục văn hóa, rồi nhiều cái tổng vụ giống như là ở ngoài xã hội là bộ đó ha, bộ này bộ nọ đó. Thì ngài á là đức đệ nhị tăng thống của giáo hội Giáo Nam thống nhất, và ngài sống đến 102 tuổi ở xứ Huế. Quý vị nào đã ra đi Huế chưa? Đi Huế, đi về chùa Thiện Tôn, đó là chùa của thượng tọa Trường Phước hồi xưa đó. Rồi hôm thứ tư á là thượng tọa Trường Phước tổ chức đúng ngày mùng 6. Hôm nay là đệ tử đệ tôn mùng mấy? Mùng 5, là trước ngày ngày mất mùng ngày tịch mùng 6 thì cũng mùng 5 á. Thì hôm nay là cô đang thuộc đệ tử lớn của thượng tọa, coi như là gọi là xuất sư, ra chùa lập sự nghiệp riêng. Bây giờ cũng nhớ ơn ông nội tổ chức, chữ trừng có nghĩa là lắng động, thủy là nước, trừng thủy là nước, được lắng động là nước trong, nước là nước của Bồ Tát Quán, Quan Thế Âm. Cho nên hồi nãy chúng ta nghe thượng tọa Trường Phước ngài ngâm cái bài thơ đó do một Phật tử tên là Trụ Vũ Trụ gì đó mà nó cảm tác cảm nhận công đức của ngài, tức là ví ngài như Thích Ca, như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện trong cái cuộc đời này. Và thật sự như vậy, đó là ngài khi mà đi xuất gia và lớn lên là cả một đời của ngài luôn luôn là vì đạo pháp và dân tộc của Việt Nam, phụng sự đến giờ phút cuối cùng. Trong tiểu sử nói đó là cái ngày mùng năm á, mùng năm là chư tôn trong giáo hội Thừa Thiên Huế đến đảnh lễ chúc Tết ngài, đảnh lễ ngài, và ngài rất là vui và ngài cũng chúc lại. Và không ngờ cái lời chúc đó là cái lời cuối cùng cuộc đời của ngài. Thì qua ngày hôm sau là 6:30 là ngài thì tịch, mình biết là ngài là phước đức đến cỡ nào, là đến giờ phút cuối cùng là không có bệnh hoạn gì hết, chỉ là bệnh sơ sơ thôi, là cái bệnh sơ sơ là cái viên để mà ra đi thôi. Mà ngài trụ lại lâu vậy, và trong một năm 1979 hả, 1979 là cái thời điểm mà là cực kỳ gian nan đau khổ của đất nước Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam, mà ngài phải gánh chịu đựng như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi có cái duyên cũng được về đây. Thầy, dạ. Thầy phải cho con hỏi một câu. Thưa thầy, hồi nãy thầy có nói là khi mà mình lạy lễ lạy 500 lạy hoặc mình làm một cái việc gì tốt thì mình xin cái tâm hoan hỷ á, thì đó là nó cũng đồng thời nó cũng xin cái tâm ngã mạn. Thầy có nói vậy phải không thầy? Không. Con thì con để con hỏi. Nào thì chị cứ nói là, tiếp vậy. Nếu mà mình vui thì cái đó nó cũng có nghĩa là nó đồng nghĩa với ngã mạn. Con đúng rồi. Đúng rồi. Cái là cái ngã mạn. Thì chúng con á thì cái tâm của chúng con là tâm phàm, cái gì chúng con làm cái việc gì thật sự là chúng con cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà nếu như vậy để cho một cái công đức nó hoàn toàn trọn vẹn thì chúng con phải làm gì sau khi chúng con làm được việc tốt? Nói chị nghe ha, đừng có nói là chị, thầy đây mà lạy được trong lạy thầy mình cũng chết rồi. Ngày nào lại được trong lạy rồi, thấy hôm nay mình đủ vốn rồi. Thành ra quý vị biết tôi hồi xưa nay á, cái ngày nào mà không được công phu sáng á, là ngày đó tôi bực mình lắm. Ngủ quên á, là không công phu là tôi cảm thấy ngày đó coi như là mình làm ăn thua lỗ. Phải làm sao cái có đi công phu sáng á, là ngày đó tôi rất yên tâm. Có nghĩa là ngày đó là coi như nguyên ngày mình ngồi không đó. Tại mình có vốn rồi. Còn nếu mà tụng thêm á là coi như là có lời, thì chứng tỏ rằng tâm lý của chúng sanh không có ai thoát khỏi được cái niệm này hết. Nhớ ha, không ai thoát khỏi được niệm này hết. Tuy nhiên, hỏi về gì, hỏi bây giờ làm sao cho hoàn hảo đúng là bằng cách là phát bộ đề tâm. Phát bộ đề tâm, hôm nay con tụng kinh này là con vì trên cầu thành Phật dưới nguyện độ sanh mà con tụng kinh này, con tu tập pháp này
Cho nên khi chúng ta mà vô tụng kinh đó, trước khi tụng kinh thì sang nguyện sau: kính lạy đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu chúng sanh nào mà nghe thấy được con tụng kinh này đó, hữu hình hay là vô hình, nói chung là chúng sanh nào nghe thấy được thì đồng phát bồ đề tâm, cũng giống như mình. Khi mà hết cái báo thân này thì được sanh về cõi cực lạc. Mà sanh về cõi cực lạc để làm gì? Để thành Phật. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói đó, mình làm thiện, làm cái gì cũng tốt hết trơn á, nhưng mà với cái điều kiện là phải khởi cái tâm Bồ Tát, là khởi Bồ Đề Tâm. Thì khi mà khởi Bồ Đề Tâm á, thì là đúng không? Tức là chị một lạy thôi, mà chị vì Bồ Đề Tâm mà một lạy thì nó sẽ là công đức trọn vẹn. Chỉ lấy được 500 lạy mà vi Bồ Đề Tâm mà lạy thì là một công đức, đó là viên mãn. À, cho dù tâm của mình vẫn là bị vô minh, cha đầy vẫn dẫn dắt, nhưng mà mình có một cái duyên với Phật Pháp, mình được làm con Phật và mình có cái duyên để được lạy Phật, tụng kinh niệm Phật như vậy đó. Thật sự nói nếu mình không hiểu thì vẫn là vô minh dẫn khởi thôi. Nhưng mà trong cái vô minh dẫn khởi đó, mình ý thức được hôm nay là mình, thứ nhất là mình nương tựa vào lực của Phật, của Tam Bảo để mà mình tu tập. Một cái nương tựa như vậy á, là chúng ta đã tách rời ra cái vô mình, không là mình nghe lời Đức Phật mà mình tu tập, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Rồi còn thêm một cái nữa là mình vi Bồ Đề Tâm, là cái xu hướng mình, là tâm mình mặc dù nó là vô minh, vô minh đang nghĩa là lôi kéo mình, mà mình vẫn có xu hướng là đi trên con đường giác ngộ. Mà cái năng lực mà nghĩ đến chỗ giác ngộ đó, phải biết rằng là do cái bản thể giác ngộ của mình vốn có đó, nó đưa đẩy, nó thúc đẩy. Cho nên làm bất cứ việc gì mà để muốn đúng á, thì chúng ta trước tiên phải làm sao cho cái tâm quy y á, cho nó vững chắc. Cho nên trước khi vô tụng kinh là mình phải ca ngợi tán thán Đức Phật, cúng dường Tam Bảo, rồi đảnh lễ Tam Bảo, là nói lên cái tâm niệm gì? Quy y Tam Bảo. Con tụng thời kinh hôm nay là bằng cái tâm trở về nương tựa Tam Bảo mà tụng, chứ không phải bằng tâm của thế gian. Và theo Đại Thừa, Chư Tổ còn dạy thêm cho chắc chắn nữa, con tụng kinh này là vì Bồ Đề Tâm mà tụng, mà tu tập, ngồi thiền, lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, vân vân, và làm tất cả cái. Bây giờ có nhiều Phật tử á, họ không có duyên đến tụng kinh về chùa, nhưng mà họ có duyên về chùa công quả. Bây giờ người Phật tử đó phải vì Bồ Đề Tâm mà công quả, cũng giống như hồi nãy Thầy nói đó, về chùa làm tất cả những việc công quả trong chùa, nhưng mà vì tất cả chúng sanh mà con làm, vì muốn lợi lạc cho tất cả chúng sanh mà con làm công quả, và con mong cầu thành Phật mà con công quả, thì cũng là việc đúng. Còn mà nếu mà tụng kinh lên, tụng kinh là thời nào cũng tụng hết á, mà không phát Bồ Đề Tâm á, thì tụng kinh đó nó sẽ bị cái xu hướng vô minh lôi kéo, là chỉ được phước đức của hữu lậu mà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ nghe về cái vấn đề đó ha. Bây giờ chúng ta nghỉ được chưa? Thì hôm nay như là còn ngày mai chúng ta khai kinh á, khai kinh Dược Sư, rồi xong rồi chúng ta cũng nói chuyện một tiếng đồng hồ là chương trình là chùa Trường Thủy chấm dứt trong ngày mai. Đó một cái nhân duyên trong cái năm nay rất tốt đẹp. Thì tôi thì cầu chúc cho quý vị hôm nay được an lành, ngày mai chúng ta sẽ gặp tiếp á. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.